chương 5160, Đại Đạo Quang, thế nhưng, muốn nắm giữ Đại Đạo là chuyện không thực tế. Bởi vì quá to lớn, căn bản không có cách lý giải, giống như người chưa từng học chữ, đưa bảo điển vô thượng cho hắn, hắn có thể tu luyện hay sao? Lăng Hàn từ bỏ suy nghĩ này, lại đột nhiên phát hiện, thân thể của mình đang sinh ra cộng minh với Đại Đạo. Không không không, hắn lập tức phát hiện, không phải Đại Đạo, mà là vật chất thủy nguyên. Vì cái gì trước đó không có, bởi vì đây là lần thứ hai, trong cơ thể hắn đã có vật chất thủy nguyên lưu lại. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hắn liền phát hiện không đúng, bởi vì toàn thân hắn có năng lượng kinh khủng sôi trào. Năng lượng hủy diệt, sau đó, thánh hỏa chập trờn giống như nhận kích thích nào đó. Cái này, Lăng Hàn biết rõ, cho dù năng lượng hủy diệt, hạt giống thánh hỏa đều đến từ vực sâu nguyên thủy, nhưng thế lại đại đạo công minh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ồ, bỗng nhiên hắn phát hiện chiến giáp trên người sinh ra đại đạo cộng minh, vật chất thủy nguyên bị rút đi và dung nhập vào đại đạo quang uy 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 lang hàn vội vàng ngăn cản chiến giáp có tác dụng lớn với hắn muốn dùng nó tiến vào trong khu vực hỗn độn nếu như rút vật chất thủy nguyên bên trong ra chiến giáp sẽ biến thành sắt vụn nhưng hắn không ngăn cản được vật chất thủy nguyên bị rút đi ra hóa thành hỏa diễm lang hàn bất đắc dĩ hắn chỉ có thể tu luyện bằng không sẽ tổn thất càng lớn bốn ngày sau đó đạo quang trên người hắn biến mất hiện tại hắn là thánh nhân mấy tinh Thánh hỏa vẫn màu đỏ, điều này đại biểu hắn vẫn là thánh nhân nhị tinh, nhưng trên thực tế, trong cơ thể hắn dung nạp quy tắc đạt đến 38 đạo. Bởi vì có vật chất thủy nguyên, hắn không cần trải qua thân thể tịch diệt vẫn có thể dung nạp càng nhiều quy tắc. a à, nói như vậy, vương chiết là thánh nhân lục tinh cũng quá yếu. Người xem, chỉ cần từng chiếm được vật chất thủy nguyên, có thể trong tình huống thân thể không tịch diệt vẫn có thể gia tăng quy tắc, dù thân thể vương chiết tịch diệt 6 lần, thế nhưng chỉ có thể dung nạp 12 đạo quy tắc bát tinh. Điều này nói rõ, kỳ thật thiên phú của hắn còn không bằng thế hệ Hoàng Kim. Hắn thấy số lần sử dụng vật chất thủy nguyên càng nhiều, thiên phú sẽ càng kém. Dù sao nơi này là tuyệt địa lớn nhất vũ trụ, sinh mệnh tồn tại cũng đã khó tin, nhưng số lượng nhân khẩu tuyệt đối ít ỏi, trong điều kiện nhân khẩu ít, nơi đây không có khả năng xuất hiện quá nhiều thiên tài. A, à, thật nặng, bỗng nhiên lang Hàn phát hiện, chính mình còn mặc chiến giáp nhưng vật chất thủy nguyên đã hao hết, chiến giáp biến thành nặng không gì sánh bằng. Nhưng bởi vì thể phách của Lăng Hàn quá mạnh mẽ, cho dù trên người hắn mang theo trăm vạn tinh cầu, hắn vẫn có thể gánh vác được. Hiện tại vương chiết chết, chiến giáp cũng hủy, ta làm sao tiến vào vực sâu nguyên thủy. Xông vào khẳng định không được, hắn mạnh hơn nữa cũng chỉ là thánh nhân, nắm giữ 38 đạo quy tắc bát tinh mà thôi. Chỉ có thể đi tìm bên ngoài thôi. a à, hắn dò xét thức hải, chỉ thấy thánh hỏa cháy hừng hực, còn có một tia sáng tồn tại. Thiên địa đại đạo, lăng hàn trợn mắt há hốc mồm, trong thức hải của hắn xuất hiện thiên địa đại đạo. Không, không có khoa trương như vậy, không thể gọi là thiên địa đại đạo, mà chỉ là đại đạo quang, dường như lúc trước hấp thu vật chất thủy nguyên, từ trong cơ thể hắn bắn ra đại đạo quang. Nhưng mà, việc này cũng đủ châu bò, nếu hắn vận dụng đại đạo quang, chiến lực của hắn sẽ mạnh cỡ nào. Thử một chút, hắn xuất quyền đánh vào mặt đất, banh, mặt đất không rung động, nguyên nhân mặt đất nơi này quá kiên cố, hoàn toàn có thể so sánh với thanh khí. Một quyền này, Lăng Hàn chỉ vận dụng thể thuật, hắn lại dùng lên tất cả quy tắc, tăng thêm tín ngưỡng lực, hắn đánh ra 43 đạo. Bang, một quyền này đánh xuống, mặt đất vẫn như cũ, không lưu lại một đạo vết tích nào. Sắp động thật sự, Lăng Hàn lại vận chuyển đại đạo quang trong thánh hỏa, hắn đấm ra đấm thứ ba. Bang, lần này, đại địa xuất hiện hố to sâu chừng một thước. Trời, lực phá hoại cũng quá đáng sợ, nguyên nhân chỉ dung nhập đại đạo quang vào công kích. Chỉ một nhúm nhỏ cực kỳ yếu ớt, vật chất thủy nguyên, khẳng định là bởi vì vật chất thủy nguyên, nhưng mà cũng không phải hoàn toàn dựa vào vật chất thủy nguyên. Lăng Hàn cảm thấy, bản thân hắn cũng có tác dụng cực lớn, năng lượng hủy diệt, thánh hỏa đều có tác dụng, thậm chí thân thể của hắn cũng tham dự vào trong đó. Nếu như thần thạch bắt nguồn từ vực sâu nguyên thủy, ta sinh ra cộng minh với nơi này cũng không kỳ quái. Lăng Hàn lẩm bẩm, sau đó ý tưởng đột phát, nếu vận dụng đại đạo quang cùng năng lượng hủy diệt với nhau, khi đó sẽ có kết quả gì? Còn nữa thánh hỏa của hắn không giống với người khác nếu cùng vận dụng thì sao mặc dù thánh hỏa dùng một chút sẽ ít một chút nhưng mà hắn vẫn chịu đựng nổi tiêu hao một kích lang hàn đồng thời vận chuyển ba loại năng lượng đặc thù đại đạo quang năng lượng hủy diệt thánh hỏa oanh hắn đánh một quyền vào mặt đất mặt đất xuất hiện cái hố rộng một trượng sâu ba thước nếu ở bên ngoài thực lực đạt tới thông mạch cũng có thể làm được nhưng ở nơi này thì quá kinh khủng nếu như lúc này hắn lại đối phó khô lâu thánh binh chỉ sợ hắn có thể đánh nát thứ này ngay lập tức nếu không được một quyền cũng có thể làm khô lâu thánh binh gãy tay gãy chân tiếp tục tìm kiếm vật chất thủy nguyên chỉ cần ta có thể thành tựu chuẩn đế ta có tư cách đối kháng với đại đế một hai lăng hàn lòng tin tăng vọt hắn lại bắt đầu tìm kiếm nhưng mà không có chiến giáp hắn nhận trọng lực áp chế cực lớn tốc độ không nhanh hơn bao nhiêu từng ngày từng ngày mỗi năm đi qua lăng hàn lại tiếp tục cuộc sống tìm kiếm vô vị Mỗi ngày đều tìm kiếm vật chất thủy nguyên, cảm ứng chấn động đặc thù. 7 năm qua đi, tính một chút, Lăng Hàn đã tiến vào nơi này 1600 năm, đặt ở ngoại giới cũng đã qua 16 năm. Lăng Hàn cất bước đi, hắn đã quen với cô tịch. Hắn đến từ nguyên thế giới, trong nguyên thế giới, một lần bế quan động một chút là mấy vạn năm mấy trăm vạn năm, cho nên, mặc dù quá trình tìm kiếm nhàm chán nhưng cũng không có mang tới cho hắn bao nhiêu ảnh hưởng trái chiều. Giữa lúc này, hắn nhiều lần đụng báo cát nhưng hắn vẫn chưa rời khỏi khu rừng đá, bởi vậy hắn không có gặp nguy hiểm. Hả, hắn hơi sướng sờ, bởi vì hắn cảm ứng có chấn động đặc thù, hơn nữa đang áp sát hắn. Chẳng lẽ lại có người giống Vương Chiết đến? Lang Hàn tràn ngập chờ mong, quay người nhìn lại, chỉ là một hồi, hắn nhìn thấy hai bóng người đi tới. Cũng giống như Vương Chiết, trên người bọn họ cũng mặc chiến giáp, nhưng không giống màu bạc của Vương Chiết, chiến giáp của bọn họ là màu vàng xanh nhạt. Hơn nữa đây cũng không phải là kim loại mà là tảng đá, cường độ vật chất thủy nguyên chấn động còn không bằng của Vương Chiết. Trường 5161, đệ nhất thần thú. Hai người này, trên người cũng tỏa ra chấn động thánh cấp, lại thêm khí tức thủy nguyên tạo thành uy áp đặc thù. Sau khi phát hiện lăng hàn, hai người này cũng như Vương Chiết, lập tức lộ ra vẻ mặt chấn kinh. Có người không mặc chiến giáp đi tới nơi này, uy uy uy, các người dùng ánh mắt gì, lăng hàn khó chịu, ta chỉ không mặc chiến giáp thôi, cũng không phải không có mặc quần áo. Hai người này vẫn cả kinh, không mặc chiến giáp còn rung động hơn không mặc quần áo nhiều. Ngươi là yêu nghiệt phương nào? Chờ chút, bọn họ vội vàng lắc đầu, hai người này là môn đồ của đại đế, không phải đến biểu diễn khiếp sợ. Ngươi là ai? Một người trong đó hỏi, hắn tên là La Kỳ, một người khác tên là Sở Đường. Lang Hàn mỉm cười, ta chính là môn hạ đại đế, các ngươi là ai? Hai người La Kỳ đều cảm thấy cổ quái, ngươi làm sao có thể là môn đồ của đại đế? Có môn đồ đại đế nào mộc mạc như vậy, không có cả một kiện chiến giáp. Người này nhất định có cổ quái." La Kỳ nói với Sở Đường, Sở Đường gật đầu, Cửu Vương mất tích, có lẽ có quan hệ với người này. Bắt lấy hắn, tốt." Lăng Hàn thở dài, "Các ngươi mặc dù gì tai thì thầm nhưng ta vẫn nghe rất rõ ràng." "Thì tính sao?" Sở Đường cười lạnh, "Chúng ta mặc Thanh Đồng Thánh Giáp, còn không trấn áp được ngươi?" "A, à, các ngươi so chiến lực hay so chiến giáp?" Lăng Hàn nhổ nước bọt, nói các ngươi mặc chiến giáp rõ ràng là tảng đá làm, đừng tưởng rằng tỏa ra ánh sáng màu vàng xanh thì gọi là thanh đồng chiến giáp, bắt nạt ta không có đọc sách sao. Lần này đến phiên hai người La Kỳ muốn nhổ nước bọt, ra hỏa đối diện là kẻ nào. Mặc kệ hắn, bắt lại thẩm tra. Tốt, La Kỳ cùng ra tay, hắn cầm trường thương làm bằng vật liệu đá, nhưng lại tỏa ra khí thức thủy nguyên, hơn nữa còn có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Ở chỗ này, vật chất thủy nguyên cũng không chỉ là dùng để tu luyện, công dụng tương đối rộng rãi, chỉ ít còn có thể chế tác chiến giáp và binh khí. Lăng Hàn sinh ra nghi hoặc, trong vực sâu nguyên thủy có bao nhiêu người? Không có nghe đa gia Phật nói qua, chẳng lẽ biến hóa như thế xảy ra sau khi đa gia Phật rời đi mới phát sinh hay sao? Đúng lúc này, hai người La Kỳ đã giết tới, trường thương phân biệt đâm vào hai vai Lăng Hàn, hai người muốn khống chế Lăng Hàn. Ách, các ngươi suy nghĩ nhiều, Lăng Hàn chỉ thấy qua vật chất thủy nguyên chế thành chiến giáp, còn không có gặp qua binh khí tự nhiên hắn cảm thấy rất hứng thú, mặc cho hai người đâm tới. Bành, hai thương đâm vào vai của Lăng Hàn nhưng không thể xuyên thủng, ngược lại lực phản chấn làm hai người la kỳ suýt nữa không khống chế nổi trường thương. Quái vật gì thế, hai người rung động, vật chất thủy nguyên chế tạo binh khí sắc bén cỡ nào, trừ mặc chiến giáp do vật chất thủy nguyên chế tạo, bằng không không gì không phá, không gì không thủng. Lăng Hàn cúi đầu nhìn xuống, áo trên hai vai bị đâm thủng, bị trọng lực khủng bố nghiền nát, cho dù dùng vật liệu cao cấp dệt thành, quần áo cũng hóa thành cho tàn ngay lập tức. Hắn lắc đầu, làm hư y phục của ta, các người cần phải bồi thường. Hai người la kỳ nhìn nhau, bọn họ đồng thời quay người bỏ trốn mất dạng. Đây là quái vật, tuyệt không phải bọn họ có thể đối kháng, tranh thủ thời gian chạy. Trở về cầu cứu, đừng nóng vội, lang hàn lực bộc phát lượng, bành, hắn đuổi kịp hai người này, dù có chút miễn cưỡng. Dù sao hắn chịu trọng lực siêu cấp ở đây ảnh hưởng, mà hai người La Kỳ lại có chiến giáp triệt tiêu. Còn tốt, tốc độ hai người không nhanh, bị hắn đuổi kịp. Lang Hàn duỗi hai tay áp lên vai hai người, hai người không thể động đậy. Thế nào, không muốn bồi thường sao? Lang Hàn cười nói, "Bồi thường?" Hai người La Kỳ vội vàng nói, "Bọn họ hiện tại chỉ cầu thoát thân, nam nhân này quá thần bí và cổ quái, hoàn toàn không phải bọn họ có thể đối kháng." Lang Hàn cười một tiếng, "Đến, nói nói lai lịch của các ngươi." Hai người La Kỳ ngây người, "Cái gì mà lai lịch của chúng ta? Bọn họ không biết nên nói thế nào." lăng hàn nghĩ nghĩ hắn hỏi một lần nữa các ngươi là thủ hạ của đại đế nào hai người la kỳ nhìn nhau đều hiểu ra cùng hô lớn ngươi đến từ thế giới bên ngoài nếu không tuyệt đối sẽ không hỏi vấn đề này lăng hàn nhíu mày ta không thích lặp lại một vấn đề chúng ta là thủ hạ của chân long đại nhân la kỳ vội vàng nói cái gì lăng hàn sững sờ chân long không phải chân long sớm chết rồi sao trong nháy mắt này lăng hàn thật hy vọng tiểu thanh long có mặt ở đây biết được lão tử của hắn khởi tử hoàn sinh không biết sẽ có biểu tình gì hắn phản ứng đầu tiên chính là hai người nói dối lúc trước hắn tiến vào chân long uyên chân long ủy thác mới có chân long thể thuật hiện tại nói cho hắn biết chân long không chết làm sao có thể chứ ha ha so với lặp lại vấn đề ta càng ghét người khác gạt ta lăng hàn đấm ra một quyền lập tức la kỳ bị đánh thành cặn bã lúc này sở đường sợ hãi run rẩy thấy ánh mắt của lăng hàn nhìn sang hắn vội vàng nói chúng ta thật sự là thủ hạ của chân long đại nhân, tuyệt đối không có nửa điểm hư giả. Lang Hàn nhướng mày, hắn đã đánh chết một người, tại sao đối phương vẫn trả lời như thế? Chẳng lẽ đối phương nói thật, làm sao có thể chứ? Chân long tuyệt đối đã hóa đạo, tiểu thanh long, người đột nhiên xuất hiện một phụ thân, không biết người có cảm thụ gì. Nhưng nhìn đối phương giật mình và đổ mồ hôi lạnh như thế lại không giống như đang nói láo. Hơn nữa, là thủ hạ của ai, đây là đại bí mật sao? Cần thể sống chết đến bảo thủ, Lăng Hàn hỏi lại, Sở Đường Đàng Hoàng trả lời. Sở Đường biết, trong vực sâu Nguyên Thủy có 36 vị đại đế, mỗi một người đều chân áp một phương, cấm chỉ bất cứ kẻ bên ngoài nào tiến vào sâu trong vực sâu Nguyên Thủy. 36 đại đế, trừ chân long ra, còn có chân hoàng, Huyền Vũ, Chu Tước các loại, đều là thượng cổ thần thú, là nơi thiên địa ra đời, là nhóm sinh linh đầu tiên, cũng chỉ có lúc đó mới có đại đế cùng tồn tại. Đương nhiên, hiện tại cũng có 12 tuyệt địa chi chủ. Nhưng không ai dám tùy tiện ra tay, nhất định là thiên địa hạn chế. Hiện tại nói cho hắn biết, đệ nhất thần thú không chết, những thượng cổ thần thú đều còn trong toàn bộ vực sâu nguyên thủy, hắn tin tưởng sao? Hơn nữa, vô số năm qua, các thần thú không hóa đạo. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chờ chút, Đa Gia Phật từng tiến vào vực sâu nguyên thủy, nếu lúc đó đã có 36 thần thú, tại sao Đa Gia Phật không nói cho hắn biết? Cho nên đây là chuyện xảy ra sau khi Đa Gia Phật sống đời thứ nhất. Lăng Hàn cảm thấy mình như lâm vào sương mù, xuất hiện 36 thần thú, đều là tổ vương sớm nhất, không biết hắn nên có vẻ mặt như thế nào. Hắn thấy, đây là việc không thực tế, nhưng Sở Đường lại không giống đang nói dối. Đã xảy ra chuyện gì? Lăng Hàn cảm thấy, cần phải giáp mặt với đa gia phật, cũng hỏi đối phương một lần. Chương 5162, xâm nhập, mặc vào một bộ thanh đồng chiến giáp, Lăng Hàn nâng Sở Đường đi ra bên ngoài vực sâu nguyên thủy. Có bộ chiến giáp này tốc độ của hắn tăng lên rất nhiều dù không trâu bò như bạch ngân chiến giáp nhưng vẫn giúp lăng hàn phát huy ra tốc độ của giáo chủ nhưng mà tốc độ giáo chủ của hắn lại có thể so sánh với cấp bậc tôn giả cho nên tốc độ còn rất nhanh chiến giáp này phản trọng lực bởi vậy lăng hàn dễ dàng thoát khỏi lực hút trên mặt đất hắn bay trở về trong vực sâu cũng quay về theo đường cũ đợi ra khỏi vực sâu lăng hàn thả ra thần thức hắn bắt đầu tìm kiếm chung quanh không đến bao lâu hắn đã định vị được đa gia Phật. Vị chuẩn đế này đang ngồi xếp bằng trong tinh không, khí tức trên thân Phật phồng không ngừng, hiển nhiên, trước đó đã tiêu hao rất nhiều đế nguyên, hắn còn chưa khôi phục lại. Cũng sử dụng thánh hỏa, đế nguyên cũng ít đi một chút, thuộc về tiêu hao phẩm, cho nên, đa gia Phật cũng không phải đang nỗ lực khôi phục đế nguyên, mà là đang khôi phục tổn thương khi thiêu đốt đế nguyên. Chuẩn đế chính là chuẩn đế, cho dù trong trạng thái như vậy, hắn cũng lập tức cảm ứng được thần thức của Lăng Hàn, Hắn cất bước xuất hiện trước người Lăng Hàn. A, à, nhìn thấy Lăng Hàn mặc một bộ khôi giáp cổ quái, thậm chí trong tay còn mang theo một người, vị đại nhân này ngạc nhiên và hoảng sợ. Cái quỷ gì, muốn nói Lăng Hàn nhàm chán mặc chiến giáp mặc dù tảng đá chế thành, cặn bã cũng có thể, nhưng vì sao lại đột nhiên có thêm một người? Hắn liếc mắt nhìn ra, đây là thánh nhân, tình huống như thế nào, bên trong vực sâu nguyên thủy có thánh nhân khác? Nhưng mà không thể nào, thánh nhân làm sao có thể đối kháng nguy hiểm trong vực sâu nguyên thủy? Chỉ trọng lực kia đã nghiền thánh nhân thành cặn bã. Cũng chỉ có biến thái như Lang Hàn mới có thể miễn cưỡng hoạt động ở đó, đừng nói với hắn lại xuất hiện quái vật như thế. Chờ chút, Đa Gia Phật nhìn chằm chằm vào chiến giáp mặc dù cặn bã đến đáng thương nhưng lại tỏa ra chấn động đặc thù. Vật chất thủy nguyên, hắn kinh sợ, chiến giáp này dùng vật chất thủy nguyên chế thành. Lang Hàn rất sảng khoái nhìn vẻ mặt của Đa Gia Phật, dù sao, không thể chỉ riêng một mình hắn khiếp sợ. Thời điểm sở đường nhìn thấy Đa Gia Phật cũng rất khiếp sợ bởi vì hắn cảm ứng được trên người của đối phương tỏa ra đế uy nhàn nhạt đây là một đại đế quá kinh khủng đại đế người này đến từ vực sâu nguyên thủy đa gia phật hỏi lăng hàn gật đầu cũng nói toàn bộ tin tức từ trong lời sở đường ra đa gia phật phản ứng đầu tiên chính là không tin nhưng mà nhìn thấy chiến giáp trên người lăng hàn còn có sở đường hắn không thể không sinh ra hoài nghi thần thú thời kỳ viễn cổ đều còn sống vị chuẩn đế này giật mình bởi vì tin tức này quá kinh người lăng hàn lắc đầu kẻ khác ta không biết nhưng mà chân long tuyệt đối đã hóa đạo chân long đại nhân nhà ta đang sống yên lành sở đường che miệng vào các ngươi không thể bảo hắn là người chết đế vô địch khắp thiên hạ uy nghiêm cũng xâm nhập lòng người chỉ có tiến vào chỗ đó dò xét nó như thế nào đa gia phật nói ngữ khí vô cùng kiên định hiển nhiên đã hạ quyết tâm đại nhân vật như thế hạ quyết tâm đây tuyệt đối không ai có thể ngăn cản lăng hàn gật đầu hắn đánh ngất sở đường và cởi chiến giáp của đối phương ra, giao cho đa gia Phật. Dù đa gia Phật là chuẩn đế, mặc vào bộ chiến giáp này cũng có trợ giúp, dù cho nó vô cùng yếu ớt. Dù sao, vực sâu nguyên thủy có thể làm đại đế nuốt hận. Chuyện này cũng xảy ra vấn đề, rõ ràng vực sâu nguyên thủy nguy hiểm như thế, nhưng bây giờ chẳng những có 36 thần thú tọa chấn, thậm chí còn thành lập thế lực của riêng mình. Vô cùng cổ quái, bọn họ tiến vào vực sâu nguyên thủy, sau đó đi thẳng tới khu vực hỗn độn Thời điểm xuyên qua hỗn độn, bọn họ như tiến vào vũng bùn, tiến lên vô cùng gian nan, bởi vì chiến giáp trên người trợ giúp hóa đi một bộ phận lực cản, nếu không sẽ càng khó đi. Đa gia Phật cũng không sao, nhưng Lăng Hàn vô cùng có khả năng không xuyên qua được. Sau khi hai người tiến vào, chỉ thấy nơi này rất giống khu vực bên ngoài, chỉ là mặt đất trống rỗng, không có thứ gì cả. Đi, hai người tiến lên, đi vào sâu bên trong, đi không bao xa, phía trước xuất hiện một phiến hải dương, nhưng khi Lăng Hàn tới gần, chỉ thấy hải dương khô cạn trong nháy mắt một ngọn núi cao vươn lên giữa trời nhưng chỉ trong nháy mắt mà thôi núi cao sụp đổ biến thành đồi núi sau đó biến thành bình nguyên tẩm bổ vạn vật tất cả diễn ra trong nháy mắt vạn vật diệt hết biến thành một mảnh hoang vu đây là lăng hàn nhìn về phía đa gia phật hắn rất ngạc nhiên đa gia phật gật gật đầu đây là khu vực đặc thù thời gian chảy nhanh đến mức không cách nào hình dung nếu như chúng ta tiến vào bên trong chỉ sợ sẽ hóa thành xương khô ánh mắt lang hàn sáng lên có thể thu thành quy tắc thời gian tại nơi này không quá trâu bò dù là đại đế thì như thế nào có sinh mệnh cực hạt một cái quy tắc thời gian đánh xuống trong nháy mắt ra tốc ức vạn lần bảo đảm đại đế cũng phải ngỏm củ tỏi đa gia phật bật cười trên lý luận là có thể nhưng cho dù ngươi nắm giữ cũng không có khả năng sinh ra hiệu quả với chuẩn đế hoặc là đại đế nguyên nhân chúng ta có thể đối kháng thời gian dị thường thánh nhân thân nạp quy tắc đại đế tự thành một thể cho nên muốn lấy quy tắc tác dụng lên người đại đế là không thể nào. Chỉ có thiên địa đại đạo mới có thể áp chế đại đế, làm đại đế giải yếu bình thường. Nhưng mà, nơi này chính là vực sâu nguyên thủy, không có quy tắc, lại là thiên địa đại đạo sinh ra, cho nên, cho dù đa gia Phật tiến vào bên trong, hắn cũng lập tức giải yếu và tử vong. Vực sâu nguyên thủy, đây là nơi có thể làm đại đế vẫn lạc. Cái gọi là 12 tuyệt địa, chân chính nguy hiểm là đại đế bên trong. Hai người đi vòng, nhưng khu vực này rất lớn, hơn nữa có đôi khi sẽ mở rộng, có đôi khi lại thu nhỏ, như vậy càng nguy hiểm hơn, nhất định phải cách thật xa, tránh đột nhiên cuốn vào trong đó, khi đó chết như thế nào cũng không biết. Đi đường vòng rất tốn thời gian, mà ở chỗ này, tốc độ của chuẩn đế cũng không nhanh được. Nửa năm qua đi, bọn họ mới vòng qua khu vực này, rốt cuộc phía trước cũng an toàn. Nhưng bọn họ tiến lên chưa bao lâu, chỉ thấy vô tận hỏa diễm sôi trào hóa thành phong bạo, cũng ập về phía bọn họ. Đa gia Phật biến sắc hắn nắm lấy Lăng Hàn và quay đầu bỏ chạy. T, Lăng Hàn cũng nghe răng, hỏa diễm phong bạo quá đáng sợ, hắn có cảm giác nếu bị cuốn vào trong đó thì phải chết không nghi ngờ. Hắn dùng nhãn thuật quan sát, chỉ thấy ngọn lửa này không có một chút quy tắc nào nhưng lại mạnh đến khó có thể hình dung. Vì cái gì ngọn lửa này đáng sợ như thế? Trường 5163, chân Long Đại Đế. Mang theo Lăng Hàn lao đi như bão táp, phải đi nửa năm đa gia Phật mới ngừng lại. Nơi xa, Tốc độ của hỏa diễm phong bạo chậm lại, chậm rãi biến mất không thấy. T, Lăng Hàn nhe răng, với tốc độ của chuẩn đế cũng phải chạy nửa năm, nơi này kinh khủng cỡ nào? Đây là lửa gì?" Lăng Hàn hỏi, rõ ràng không có nửa điểm quy tắc, nhưng lại mạnh đến mức khủng khiếp. Đa Gia Phật trầm ngâm một lần, nói: "Đây là năng lượng thiên địa bản nguyên nhất, ta cũng không rõ ràng." Vậy bây giờ, Lăng Hàn không dây dưa nhiều ở phương diện này, Hiện tại hắn không có tư cách nắm giữ quy tắc cửu tinh, chứa nói chi đến bản nguyên. Võ đạo, tiến hành theo chất lượng, tiếp tục đi tới, hai người lại tiếp tục tiến lên, sau khi hỏa diễm phong bạo bao phủ, nơi này lại khôi phục bình tĩnh, nguyên nhân đại địa áp súc vô số lần, một hạt cát cũng nặng như tinh cầu, cho nên, dù hỏa diễm quét qua lưu lại vết cháy đen nhưng cũng không có tạo thành phá hư quá lớn. Lăng Hàn nhíu mày, nguyên nhân thời điểm đi qua nơi này lần đầu tiên, hắn cũng không nhìn thấy mặt đất cháy đen. Hắn nhìn về phía Đa Gia Phật, mà Đa Gia Phật thì gật gật đầu, nói. Nơi này cũng không chỉ có hỏa diễm phong bạo, còn có thiên tai khác. Cho nên, muốn thông qua khu vực này chẳng những tốn thời gian, còn phải xem vận khí. Vận khí không tốt, có lẽ mấy trăm năm cũng chỉ có thể tới tới lui lui. Quả nhiên, hai tháng sau, hai người lang hàn không đi tới cuối đã nhìn thấy mưa thiên thạch rơi xuống. Bành bành bành, quá kinh khủng, mỗi một viên nện xuống sẽ tạo thành hố nhỏ trên mặt đất, đường kính to khoảng 10 trường. Việc này làm Lăng Hàn hoảng sợ, phải biết hắn toàn lực ứng phó, một quyền cũng chỉ có thể đánh ra cái hố nhỏ một trượng, cái hố 10 trượng là khái niệm gì? Lực sát thương cấp chuẩn đế sao? Thậm chí đại đế, mưa thiên thạch bao phủ phía trước, cho nên không có biện pháp, Lăng Hàn và Đa Gia Phật chỉ có thể lui lại. May mắn chính là tốc độ mưa thiên thạch không nhanh, cho nên bọn họ có thể thong dong lui lại. Vấn đề là, như thế quá chậm, nếu không phải nơi này thời gian chảy phải nhanh, 100 năm qua đi, bên ngoài chỉ mới trôi qua một năm không thì lăng hàn sẽ gấp chết hắn mất ba năm mới chờ được mưa thiên thạch đã ngừng lại lăng hàn và đa gia phật lại tiếp tục tiến lên trước mặt uy năng thiên địa lăng hàn không có suy nghĩ dùng thanh trúc kiếm hay hỗn độn cực lôi tháp tới chặn phải biết nơi này có thể làm đại đế vẫn lạc đế binh không tính là cái gì bọn họ tiến lên hai tháng nửa năm tám tháng lần này vận khí của bọn họ tốt hơn trước không tiếp tục gặp được bất kỳ tai nạn nào lại đi thêm hai năm phía trước xuất hiện một tòa thành nhìn từ xa có thể nhìn thấy cái đầu rồng nơi này đủ bá khí cái này thật sự có chân long đại đế lang hàn giao động nhưng hắn rõ ràng đã xác định chân long đã chết đa gia phật cũng không có lỗ mãng tiến vào hắn thả thần thức dò xét tòa thành oanh chỉ trong nháy mắt một đạo khí thức bá đạo và vô cùng lạnh lùng bộc phát trong khí thức không mang theo chút tình cảm nào đạo trích phương nào một ý niệm nổ tung trong thức hải của lăng hàn cùng đa gia phật lăng hàn thất khiếu phun máu hắn suýt nữa đã hôn mê còn tốt thức hải của hắn còn có đại đạo quang cho nên hắn miễn cưỡng tỉnh táo lại sắc mặt đa gia phật trắng bệch oanh đúng lúc này trong tòa thành phía trước xuất hiện một móng vuốt ngũ trảo màu vàng kim đây là long trảo lăng hàn làm bạn với tiểu thanh long lâu như vậy tự nhiên biết rõ móng vuốt long tộc là dạng gì chân long uy 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 thật hay giả nhưng mà hiện tại không có thời gian cho hắn suy nghĩ, đa gia Phật bắt lấy hắn và bỏ chạy. Đánh với đại đế, ha ha, oanh, rõ ràng long tộc đại đế không có hiện thân, nhưng một chảo từ phương xa đã ép tới gần. Cho, lăng hàn lấy ra thanh trúc kiếm giao cho đa gia Phật. Đa gia Phật tiếp kiếm, trực tiếp chém ra ngoài. Hắn hiện tại không thu phục thanh trúc kiếm, nhưng mà chuẩn đế vốn cường đại, lại thêm mẫu kim phát huy nên có thể miễn cưỡng ngang hàng một đại đế. Xoát, một kiếm chém vào long chảo, chém ra một vết thương, nhưng đa gia Phật lại bay ra ngoài, hắn không ngừng phun máu tươi. Không chỉ có hắn, ngay cả Lăng Hàn cũng phun máu tươi, hắn chỉ dính một ít đế uy, nhưng đế uy quá mạnh. Hắn không phải không có tiếp nhận một kích của đại đế, mặc dù lúc đó hắn có thanh trúc kiếm ngăn cản đại bộ phận lực lượng nhưng mà, hắn có cảm giác uy lực của Long Chảo còn trên cả tuyệt địa chi chủ. Khả năng sao, người có thể trở thành đại đế, ai yếu hơn người khác? Trừ phi lúc ấy tuyệt địa chi chủ không dùng toàn lực. Cũng đúng, đối phó hắn là thánh nhân nho nhỏ, cần toàn lực phát huy sao. Đa gia Phật không ngừng lại chút nào, hắn tiếp tục mang theo lăng hàn phi nước đại. Sau lưng, đế uy tràn ngập, chỉ thấy thanh long bay ra khỏi thành, hành vân giá vụ, nó không ngừng đuổi theo bọn họ. Quá nhanh, đây chính là đại đế chân chính. Khốn kiếp, chân long thật không có chết. Đế tộc không cách nào xuất hiện đại đế, dường như thiên địa nguyền rủa, cho nên, lăng hàn tuyệt đối không cho rằng đây là dòng dõi chân long, mà là bản thân của thánh long hắn đã hồ đồ đa gia phật đã quen thuộc phương pháp sử dụng thanh trúc kiếm một kiếm chém ra mang theo uy thế đáng sợ đế uy tràn ngập giống như nữ đế còn sống oanh chân long xuất thủ lại bị cản lại nhưng mà đại đế cường thế cỡ nào hắn lập tức truy kích đa gia phật vừa công kích vừa chạy dựa vào uy lực của đế binh hắn tạm thời còn có thể chống đỡ nhưng thời gian không có khả năng quá lâu đế binh là binh khí do đại đế rèn đúc làm sao có khả năng so sánh với đại đế chân chính làm sao bây giờ bị một vị đại đế truy sát đại đế sống sờ sờ lăng hàn cũng vận dụng hỗn độn cực lôi tháp tiêu trừ một bộ phận đế uy dư âm dù sao đây cũng là mẫu kim hắn càng là thánh nhân mạnh nhất tiêu trừ dư âm cũng không thành vấn đề bọn họ đã chạy đi ba ngày oanh mặt đất phun ra một sóng nước và rộng đến vô hạn sau đó ập tới trước và sau vừa vặn ngăn chặn chân long đại đế cùng đa gia phật lăng hàn đây là cứu mạng nơi đây vô cùng nguy hiểm cho dù là đại đế cũng phải cẩn thận từng ly từng tí bằng không có khả năng trôn xương tại nơi này sóng nước ập tới chân long đại đế cũng bị bức bách ngừng lại sau đó quay người rời đi hừ ý niệm đại đế sôi trào nhưng cũng không cái gì không cam lòng chỉ là chuẩn đế cùng thánh nhân không đánh giết thì như thế nào lần sau gặp được cũng có thể chém giết dễ dàng lang hàn và đa gia phật phi nước đại bọn họ chạy suốt nửa năm sóng nước phía sau chậm lại chỉ thấy bình nguyên hóa thành biển cả đúng là nơi quái dị rời đi trước đa gia phật nói Chương 5164: Trở về. Đa gia Phật mang theo Lăng Hàn rời khỏi vực sâu Nguyên Thủy. Nơi này đã không an toàn, một vị đại đế để mắt tới bọn họ, trừ chạy ra, còn có lựa chọn thứ hai hay sao? Bên trong vực sâu Nguyên Thủy thật sự có bí mật trường sinh. Lăng Hàn nói, Chân Long đại đế chính là Chân Long đầu tiên. Nhưng mà, hắn lại có chút nghi hoặc, so sánh với thần niệm Chân Long mà hắn tiếp xúc, vị Chân Long đại đế này có điểm khác biệt. Có bí mật trường sinh hay không ta không biết nhưng mà đại đế trước đó rất có vấn đề đa gia phật trầm ngâm nói ở phương diện này đa gia phật phi thường có quyền lên tiếng bởi vì hắn không những là chuẩn đế thậm chí còn là đồng môn sư huynh đệ với người thành đại đế ồ lang hàn hiếu kỳ rất kỳ quái đa gia phật tiếp tục nói rõ ràng nắm giữ đế uy nhưng lại thiếu sót một điểm từ đó yếu hơn đại đế chân chính a à, đó là tồn tại gì chuẩn đế không có khả năng đa gia phật chính là chuẩn đế hắn không có sức hoàn thủ trước mặt chân long đại đế. Cho nên, vị nào tuyệt đối là đại đế. Nhưng mà, việc này rất kỳ quái. Đa gia Phật lần thứ nhất tiến vào vực sâu nguyên thủy thời điểm, chỗ đó vẫn tịch mịch, không có một chút xíu sinh mệnh, mà bây giờ lại dựng lên một tòa thành, còn có đại đế tỏa chấn. Cho nên, thành này khẳng định đã thành lập sau khi đa gia Phật sống đời thứ nhất. Nhưng mấu chốt cũng ở nơi đây, chân long sống ở niên đại nào, thời kỳ hồng hoang thiên địa sơ khai, xa xôi đến không cách nào hình dung. Vì cái gì tồn tại hóa đạo cách thời đại của đa gia Phật vô số năm lại xuất thế sau hắn? Cách nhiều thời đại như thế vẫn sống thêm đời thứ hai. Không có khả năng đại đế ở vực sâu nguyên thủy đạt được kỳ ngộ khác, từ đó sống thêm đời thứ hai, nghe nói còn có tồn tại nghịch thiên sống ra đời thứ ba, nhưng mà chắc chắn không thể liên tục. Đại đế quá mạnh, quy tắc và bảo vật đều bị trấn áp, bao gồm Thọ Nguyên và linh hồn của đại đế. Cho nên, tồn tại phong ấn nhiều năm sẽ có khả năng sống thêm đời thứ hai. Chẳng lẽ cũng giống với 12 tuyệt địa chi chủ, dựa vào bí pháp nào đó sống vô số năm, sau đó xuất thế ở niên đại này. Như thế cũng có khả năng, khác với tuyệt địa chi chủ chính là, chân long đại đế lại có thể xuất thủ không cố kỵ. Hơn nữa, từ lời của hai người sở đường, 36 thần thú chấn thủ thông đạo hạch tâm của vực sâu nguyên thủy, không cho người nào thông qua, nguyên nhân vì sao. Lang Hàn và Đa Gia Phật nhìn nhau, bọn họ không ngừng thảo luận nhưng càng thảo luận càng đau đầu nói không thông, hoàn toàn nói không thông, biết được càng nhiều, ngược lại càng hỗn loạn, đây là loạn thế, đa gia Phật cao mày, 12 tuyệt địa đã làm người ta đau đầu, hiện tại tăng thêm 16 viên cổ thần thú. Mặc dù bọn họ không xuất thế vào hiện tại, chỉ khi nào rời khỏi vực sâu nguyên thủy sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn cỡ nào. Cách cục thiên hạ sẽ đúc lại lần nữa. Hiện tại bọn họ biết rằng, ở bên trong vực sâu nguyên thủy, tuyệt đối có long tộc đại đế, đệ nhất chân long, nhưng lại khác với đệ nhất chân long chính là về mặt chiến lược lại yếu hơn nhiều lần. Đây có phải là mấu chốt hay không? Đa gia phật quyết định mang theo Lăng Hàn trở lại, nguyên nhân hiện tại vực sâu nguyên thủy quá nguy hiểm, kinh động đến một vị đại đế còn dám ở trong đó tìm kiếm vật chất thủy nguyên. Phải biết, khu vực bên ngoài tương đối an toàn, đối với đại đế đến lại không phải càng an toàn hay sao? Không có hỏa diễm phong bạo, mưa thiên thạch đáng sợ, có cái gì có thể ngăn cản được đại đế? Cho nên, hiện tại chỉ có thể rời đi cho dù thế nào cũng phải tránh đầu sóng ngọn gió. Phải biết, ở bên ngoài một năm, bên trong vực sâu nguyên thủy là trăm năm, cho nên, trong mấy trăm năm sau, có lẽ chân long đại đế sẽ không nhớ mãi bọn họ không quên. Dù sao, ở trong mắt đại đế, bọn họ chỉ là sâu kiến mà thôi. Hai người trở về, lần này, đa gia Phật không có đốt cháy đế nguyên, nguyên nhân không cần như thế. Tốc độ của chuẩn đế cực nhanh, bọn họ vẫn phải bỏ 200 năm mới quay về vũ trụ mà lăng hàn quen thuộc, Đa gia Phật lập tức rời đi, hắn cần phải liên hệ với vài người, hắn cần phải nói tình huống xảy ra trong vực sâu nguyên thủy. Lăng Hàn biết rõ, tiền dưỡng hạo khẳng định là một, nhưng đa gia Phật cũng không có nói là một. Chẳng lẽ, còn có chuẩn đế khác, nhưng mà, đa gia Phật đi vội vàng, không có cho Lăng Hàn thời gian hỏi thăm, Lăng Hàn cũng mang theo khó hiểu quay về, bắt đầu định vị vị trí của tứ nguyên tinh. Trước đó, hắn bố trí trận pháp trên tứ nguyên tinh, cũng không có khả năng ngăn cách thiên cơ, nếu đại đế suy tính sẽ phát hiện vị trí ngay lập tức. Trong tình huống bình thường, đại đế căn bản không quan trọng, nhưng tuyệt địa chi chủ thì phải suy nghĩ một lần. Hắn thân là người bố trí trận pháp, hắn cảm ứng càng dễ dàng. Rất nhanh, hắn định vị được và xé rách không gian, hắn đi trong hư không lúc, thời điểm hắn lao ra, tứ nguyên tinh đã xuất hiện ngay trước mặt. Hắn hiện thân, lập tức đám người nữ hoàng thở ra một hơi. Bọn họ biết rõ lang hàn đi đông lâm tinh đa gia Phật, nhưng đột nhiên hai người không có tin tức, hơn nữa đã qua 200 năm, làm sao có thể làm bọn họ không có lo lắng cơ chứ. Lăng Hàn triệu tập mọi người tới, sau đó nói những chuyện xảy ra hơn 200 năm qua. Trên thực tế, khi quay về đã tốn thời gian 200 năm, thời gian ở vực sâu Nguyên Thủy chỉ có 16 năm, nhưng mà, thời gian trôi qua khác nhau nên Lăng Hàn đã ở bên trong suốt 1.600 năm. Nghe Lăng Hàn nói xong, mọi người trợn mắt há hốc mồm. Cái này, 12 tuyệt địa chi chủ đột nhiên xuất hiện bao trùm tinh không, không người có thể địch, phiền toái lớn như thế còn chưa giải quyết, hiện tại lại xuất hiện 36 thần thú. Khó trách thanh trúc nữ đế tiên đoán được tương lai đáng sợ, 48 đại đế đấy. Phụ thân ta ở trong vực sâu nguyên thủy, tiểu thanh long khiếp sợ không nói thành lời, không có khả năng, hắn không thể tin được, phụ thân ta đã hóa đạo, mặc dù hắn cũng hy vọng chân long còn sống, nhưng mà, lúc còn ở trong vỏ trứng hắn đã cảm ứng được, đó là liên hệ thuộc về huyết mạch lên, càng không có khả năng nói dối. Cho nên, hắn tuyệt không thể khoan dung có ai giả mạo chân long. Lăng Hàn cũng nhíu mày, nói, đó đúng là đại đế, ngay cả đa gia Phật cũng không phải đối thủ. Hơn nữa, người có thể thành đại đế còn cần giả mạo người khác sao? Đế, mạnh nhất thiên hạ, giả mạo người khác làm gì? Không, phụ thân ta tuyệt đối đã hóa đạo, tiểu thanh long kích động nói, liên hệ huyết mạch không thể giả được, dù ta còn chưa xuất thế, nhưng mà, ta vẫn cảm ứng rõ ràng, huyết mạch phụ thân ta khô cạn, cũng kết hợp với thiên địa. Gia hỏa này cũng không còn dùng long ra, có thể thấy được hắn kích động cỡ nào. Đúng thế, bị người ta giả mạo phụ thân, đổi thành ai cũng tức giận không nhỏ, huống chi còn là chân long, thần thú mạnh nhất khi đó, tiểu thanh long còn lấy việc này làm kiêu ngạo. Như vậy, chuyện này là gì? Lăng Hàn lại nghĩ tới, đa gia Phật nói thực lực chân long đại đế thật yếu, còn không bằng cả A Hàm Phật. Điều này nói rõ cái gì? chương năm 1165, hung danh hiển hách. Lăng Hàn trở về, Tạm thời hắn không đi vực sâu nguyên thủy làm cái gì bây giờ. Hắn cần tăng tu vi lên. Sau khi đạt tới tịch diệt cảnh cực hạn, sau đó đột phá chuẩn đế, lại thành đại đế bình định hắc ám. Thế nhưng mà không có vật chất thủy nguyên, hắn chỉ có thể tìm đại dược tuyệt thế gia tốc, tốc độ cũng quá chậm. Lang hàn luyện đan trên tứ nguyên tinh, hắn nghiền ép rất nhiều bảo vật từ các đế tộc, mặc dù vô hiệu với hắn nhưng có thể dùng trên thân của người khác. Khi luyện chế lượng lớn đan dược lâm lạc tu vi của đám người Chu Hằng tăng lên thật nhanh. Bọn họ có thiên phú không kém, hiện tại chỉ thiếu cơ duyên mà thôi. Dù sao, bọn họ cũng không phải là bá chủ nguyên thế giới. Nhất là Lâm Lạc, hắn có thiên phú võ đạo cực kỳ kinh người, vào mấy trăm năm trước đã đột phá tôn giả đỉnh phong, sau khi nhận được đan dược của Lăng Hàn, sau khi triệt để vững chắc cảnh giới, hắn bắt đầu bế quan xung kích thánh cảnh. Sau đó, tứ nguyên tinh ninh đón phát triển vượt bực. Chu Hằng, sở hạo đều đột phá tứ cực cảnh đỉnh phong, nắm giữ tư cách xung kích thánh vị. Lăng Hàn không biết trong bọn họ có bao nhiêu người có thể dựa vào bản thân thắp sáng thánh hỏa, nhưng trước mắt không thể dựa vào tín ngưỡng lực, tứ nguyên tinh chỉ có bao nhiêu sinh linh như thế, căn bản không đủ trèo chống bất cứ kẻ nào thắp sáng thánh hỏa. Nhưng mà, hiện tại thành thánh mặc dù gian nan, chỉ khi nào thành công, chiến lực sẽ mạnh hơn thánh nhân bình thường rất nhiều. Lăng Hàn tràn đầy chờ mong, hiện tại thánh nhân không ảnh hưởng tới đại cục của thiên địa, nhưng trở thành thánh nhân cũng nắm năng lực tự vệ, sau khi an ủi đám người nữ hoàng, chỉ mộng hàm vài năm, Lăng Hàn lại ngồi không yên. Kỳ thật, cuộc sống bình thường mới là thứ hắn hướng tới, nhưng vì cuộc sống bình thường, hắn mới cần bôn ba liều mạng. Làm sao gia tăng tu vi lên nhanh hơn? Vấn đề này gây khó khăn cho Lăng Hàn. Trên vai hắn có trách nhiệm rất lớn, không nói những chuyện khác, chỉ việc các lão gia tử hy sinh cũng thúc giục hắn nhanh chóng trở thành đại đế, trấn áp thiên hạ. Nhưng mà, hiện tại hắn đi đâu? Tất cả đế tộc có thể tìm tới hắn đã tìm qua có một ít thế lực còn không lộ tổ tinh ra ngoài hiện tại càng không có khả năng tìm ra như vậy đi âm phủ lang hàn phỏng đoán nói không chừng nơi đó có cơ duyên mặc dù âm phủ không có sinh cơ nó hoàn toàn tương phản với dương gian nhưng mà vật cực tất phản giống vực sâu nguyên thủy không phải trên lý luận không có bất cứ sinh linh nào sống sót hay sao nhưng hết lần này tới lần khác chỗ đó lại có nguyên thủy đại dược có lẽ âm phủ không có đại dược như vậy nhưng hắn cũng chỉ là thánh nhân cũng không phải cần tiên dược chân quý như thế. Tốt, liền đi âm phủ, lại thuận tiện giết một ít âm hồn, chính mình rời đi 200 năm, Khô Lâu Thánh binh đã phách lối bá đạo không người có thể cản trở. Lăng Hàn không mang theo đám người nữ hoàng, dù sao trời mới biết có gặp tuyệt địa chi chủ nào hay không. Mặc dù thực lực của hắn bây giờ tăng lên rất lớn, nhưng mà, hắn vẫn còn kém đại đế quá nhiều. Hiện tại, âm hồn đã chiếm ba thành tinh cầu trong vũ trụ, chủ yếu là để chiếm cứ địa bàn âm phủ hóa. Việc này cần thời gian quá dài, nếu không, với chiến lực của Khô Lâu Thánh binh đã không ai địch nổi. Lăng Hàn tùy tiện đi vào một tinh cầu bị chiếm cứ, toàn thân tỏa ra dương khí cuồn cuộn giống như mặt trời lấp lánh. Lập tức, âm hồn lao tới, đối với bọn chúng mà nói, huyết nhục của Lăng Hàn chính là món ngon tuyệt thế. Dương gian ăn thịt sinh linh khác là bản năng, mà âm hồn bình thường lại không có linh trí, có bản năng thúc giục, bọn chúng không cân nhắc thực lực Lăng Hàn là gì, nhao nhao đánh tới từng âm hồn cạnh tranh xông lên, giống như chậm một bước sẽ không giành được huyết nhục của Lăng Hàn. Lăng Hàn nghĩ tới đây, ông, sóng xung kích bao phủ toàn bộ tinh cầu, tất cả âm hồn tan thành cho bụi trong nháy mắt. Sau đó, hắn đi tới tinh cầu thứ hai, hắn dùng sát khí xung kích giải quyết tất cả âm hồn. Hắn nhanh chóng bay vào tinh không thức tỉnh mặt trời. Sau khi làm xong tất cả hắn mới rời đi, đây mới gọi là thánh nhân. Trước đó hắn gặp phải đối thủ quá mạnh, hoặc là khô lâu thánh binh, hoặc là tuyệt địa chi chủ, viễn cổ thần thú làm hắn không có tự tin phải biết thời gian mấy trăm năm trước thánh nhân chính là tồn tại đỉnh cấp trên thế gian mà lăng hàn lại là thánh nhân mạnh nhất lịch sử hắn cũng vô địch ai ai bảo hắn sinh ra trong loạn thế thân hình hắn khẽ động hắn lại tới tinh vực kế tiếp nhưng lần này hắn mới thu phục ba tinh vực lúc này hắn cảm ứng được hư không bị xé mở khí thức cường hoành bộc phát có thánh nhân đến ân còn không chỉ một lăng hàn nhìn sang có ba tên âm thánh bước ra từ trong hư không nhưng ba tên âm thánh vừa nhìn thấy lăng hàn thì dung mạo biến hóa cho dù bọn chúng là một đám linh hồn biến thành nhưng vẫn có thể nhìn thấy tâm tình của chúng biến hóa dữ dội bọn chúng có thể không sợ hãi sao đây chính là lăng hàn vạn cổ đệ nhất thánh bọn chúng vội vàng xoay người bỏ chạy lần nữa tiến vào trong không gian bị xé rách lần này bọn chúng mới thở ra một hơi còn tốt có thể thoát chết trong tay sát tinh kia ha ha Vừa tới đã đi, không nể mặt ta sao?" Giọng nói của Lăng Hàn vang lên bên tai bọn chúng. Cái gì? Ba tên âm thánh đều kinh hãi, Lăng Hàn đuổi theo lúc nào? Đây là tốc độ cỡ nào? Phải biết, bọn chúng cũng là thánh nhân, vạn cổ đệ nhất thánh, đây chính là thánh nhân mạnh nhất lịch sử. Lăng Hàn đưa tay bắt lấy, ba tên âm thánh bị bắt trở về. "Ngươi, ngươi muốn thế nào?" Ba tên âm thánh run rẩy, đương nhiên, bọn chúng dùng thần thức truyền âm. Khoảng cách gần như vậy, bọn chúng có thể cảm giác được dương khí bàng bạc như mặt trời của Lăng Hàn, căn bản không cần đối phương xuất thủ, chỉ dương khí cũng đủ làm bọn chúng hình thần câu diệt. Âm, dương đối lập, đây là tiên thiên, là bản chất. Lăng Hàn mỉm cười, lấy thần thức chấn động, ba tên âm thánh kia ngất đi. Hắn không có hạ sát thủ, không phải bởi vì hắn nhân từ, mà là vì lưu âm thánh đám người nữ hoàng. Thực lực của hắn quá mạnh, thiên địa ban thưởng biến thành gân gà, nếu do đám người nữ hoàng tiêu diệt, khi đó hiệu quả sẽ khác cho nên theo lăng hàn đây là đại dược tu luyện nếu không thu sẽ lãng phí hắn lấy thần niệm là khóa đem ba tên âm thánh xuyên lên lôi kéo tại sau lưng sau đó tiếp tục đi cái khác tinh cầu thắp sáng mặt trời một lần nữa chiếu sáng tinh vực hắc ám qua một lúc có chấn động không gian sinh ra lần này tới chín tên âm thánh không tốt là sát tinh lăng hàn chạy mau nhưng lần này bọn chúng không kịp xé rách không gian đã bị lăng hàn đánh ngất xỉu sảng khoái như vậy mới giống cao thủ. Lăng Hàn cười nói, sau đó tiếp tục chơi đùa. Hắn đang chờ những đế tử của tuyệt địa tới, sau đó nhân cơ hội thu tính mạng của một đám. Đương nhiên, khô lâu thánh binh mới là mục tiêu chủ yếu của hắn. Chỉ cần quét dọn khô lâu thánh binh, tốc độ xâm lấn của âm phủ sẽ chậm lại. chương năm 166 âm thánh thành chuỗi. Qua gần nửa ngày, nhóm âm thánh thứ ba chạy tới. Lăng Hàn, chạy mau, phản ứng của bọn chúng rất giống nhau. Sau khi nhìn thấy Lăng Hàn đều sợ hãi, sau đó quay người bỏ chạy. Đương nhiên, chạy cũng chạy không thoát, chúng đều bị Lăng Hàn trấn áp. Nhưng mà, điều này cũng làm cho Lăng Hàn rất khó chịu. Thanh danh của hắn có xấu như vậy sao? Ai, bên người không ai tiếp lời và không quen, nếu không, đại hắc cầu sẽ mở miệng phản bác. Đúng thế, ngươi chính là dạng người này. Trang bức, chỉ có lão hắc tốt, nó vừa mở miệng sẽ đả kích đối thủ rất lớn. Lăng Hàn thì thào, hắn không ngừng nỗ lực, các tinh vực gần đó đều thắp sáng, mặt trời thức tỉnh và tỏa ra ánh nắng muộn. Mười ngày sau, Lăng Hàn đã bắt được gần trăm tên âm thánh, chúng bị niệm lực sâu thành chuỗi và bồng bềnh ở phía sau hắn. Ân, số lượng hơi nhiều, cũng nên đi về một chuyến. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, hắn xé mở không gian, mang theo những âm thánh này quay về tứ nguyên tinh, cũng chuyển hóa thành tài nguyên tu luyện cho đám người nữ hoàng. Xeo, hắn đã tiến vào không gian, không gian khép kín tạo nên một tia gợn sóng. Sau khi gợn sóng biến mất, chỉ thấy cách tinh vực không xa, không gian bị xé rách và vài bóng người bước ra. nếu như lang hàn ở đây, hắn có thể phát hiện những người này cũng không phải âm thánh mà là người sống sờ sờ. Đế tử đến như tuyệt địa, tiến bộ của bọn họ rất khả quan, yếu nhất cũng đạt tới ngô tinh, nhưng chiến lực tự nhiên vượt qua thánh nhân ngô tinh. mười mấy người đứng với nhau tạo thành khí tràng cực mạnh. người vừa đi, lý đương bình nói, hắn cảm ứng một lần, gợn sóng không gian vỡ ra đã biến mất, hắn cũng không cách nào nhiều tin tức. là đinh thụ hay là thủy nhất? hoặc là phá thiên, tỉnh hạo nhiên, những đế tử đế nữ tuyệt địa đều suy đoán, hiện tại chân chính còn có sức phản kháng chỉ có bá chủ nguyên thế giới như đinh thụ. Lăng Hàn vô tư truyền năng lượng hủy diệt cho bọn họ, đây là đại sát khí khắc chế âm hồn mạnh nhất, chỉ cần bọn họ xuất thủ, cho dù là âm thánh cũng không địch lại, chỉ có thể dựa vào khô lâu thánh binh chân áp. Nhưng mà, thánh nhân muốn chạy, bọn họ giữ lại thế nào? Trừ phi sớm bày ra thiên la địa võng, đợi đối phương tiến vào mới có thể rào sát. Dù là như thế, có thể giết chết hay không vẫn là ẩn số. Cho nên nói, thánh nhân khó giết. Bọn họ chưa từng hoài nghi Lăng Hàn, nguyên nhân Lăng Hàn đã biến mất quá lâu, giống như biến mất khỏi vùng thế giới này. Triệu hoán âm hồn tới, lại chiếm cứ những tinh cầu này. Chúng ta đi dập tắt mặt trời. Những đế tử đế nữ này bắt đầu phân phối nhiệm vụ, bọn họ cần dương gian âm phủ hóa, việc này liên quan tới đại kế của tuyệt địa chi chủ. Lại nói Lăng Hàn, hắn hiện tại quá cường đại, chỉ dùng thời gian nửa ngày là về tới Tứ Nguyên Tinh. Oanh, thánh uy tràn ngập, cho dù là âm thánh, thực lực yếu hơn rất nhiều, nhưng thánh nhân chính là thánh nhân, lại nói, hơn 100 âm thánh đấy, cho dù hôn mê cũng tỏa ra một tia thánh uy, gộp lại đáng sợ đến mức nào. Lập tức, đám người hầu ca lao ra, nhưng sau khi nhìn thấy một đám âm thánh bị Lang Hàn trói thành một chuỗi, sắc mặt mỗi người đều cổ quái. Đây đúng là việc chấn động, đến, mọi người phân một lần, Lang Hàn cười nói: đánh giết âm hồn có thể nhận được thiên địa ban thưởng, âm thánh ban thưởng còn nhiều hơn. Thứ này cũng có thể phân, mọi người đều nghe răng, cũng chỉ có Lăng Hàn mới làm được việc này, bắt trở lại một đống âm thánh cho mọi người cầm thiên địa ban thưởng. Nhưng mà, đây là thứ tốt, thiên địa ban thưởng không giống với bất kỳ tiên dược nào, an toàn không có tác dụng phụ, đáng giá nắm giữ. Mọi người phân phối một chút, sau đó bắt đầu giết âm hồn. Âm thánh thì như thế nào, bị Lăng Hàn chấn áp, căn bản không phản kháng được đại bổ như thế đám người hầu ca nữ hoàng không tăng lên rõ ràng nhưng dưới thánh nhân lại có tiến bộ rất lớn có thể đoán được không bao lâu nữa tứ nguyên tinh sẽ nghênh đón thủy triều thánh nhân đột phá tiểu hàn tử chúng ta cũng đi đúng cùng nhau đi đại hắc cẩu tiểu thanh long kêu gào bọn họ luôn tu luyện trên tứ nguyên tinh cực kỳ nhàm chán lang hàn nghĩ nghĩ hắn gật đầu được bọn họ đều là thánh nhân đánh không lại có thể chạy thật nếu gặp phải đại đế xuất thủ hắn thức tỉnh đế binh đối kháng cũng có thể yểm hộ mọi người rút lui nhưng cơ bản đều là hữu kinh vô hiểm hơn nữa có áp lực mới có thể tu luyện càng nhanh xuất phát lăng hàn xé mở không gian mang theo mọi người lên đường không bao lâu bọn họ xuất hiện trong hư không đi tới một vùng tinh vực tối tăm nha mặt trời lại bị dập tắt nếu như mặt trời biết nói chuyện nó sẽ nhổ nước bọt không thôi các ngươi một hồi dập tắt ta một hồi lại thắp sáng xem ta là nến sao Oanh, bọn họ đều là thánh nhân, cho nên vừa xuất hiện đã tỏa ra thánh uy đáng sợ, biên độ quét qua bốn phương tám hướng. Hiu hiu hiu, lúc này từng bóng người xuất hiện, đều là đế tử đế nữ tuyệt địa. Tiểu Hàn tử, cơ hội trang bước tới. Đại Hắc Cầu lập tức nói, quả nhiên vẫn là Đại Hắc Cầu hiểu rõ hắn nhất. Quả thực như tầm nghiêu, mã tầm mã, Lang Hàn tâm niệm vừa động, dung mạo của hắn biến hóa. Hừ, thì ra là các ngươi. Lục Tầm lạnh lùng nói thật không biết các ngươi lấy dũng khí ở đâu ra mà dám tới đây hiện tại dương gian thế yếu chỉ có thể đánh một nơi đổi một nơi cho nên cửu dương nhất mạch còn dám tới đây việc này làm hắn không hiểu chơi lớn chính mình không sợ hãi đại hắc cẩu nói con run xéo lắm cũng quằn tiểu thanh long nói bành 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 không chờ lục tầm xuất thủ hay ra hỏa miệng tiện bị hổ nữ chỉ mộng hàm hành hung cái này lục tầm tức giận đường đường thượng cổ đế tử, đã từng quát tháo thời đại, hiện tại lại bị người ta đùa giỡn. Các ngươi quá mức, hắn quát lớn, cháu con rùa, không phục đến chiến. Đại hắc cầu khiêu khích, tự tìm cái chết, lục tầm cất bước tiến lên, hắn không sợ thánh nhân như đại hắc cầu, cũng chỉ có hầu ca mới có thể làm hắn hơi kiêng kỵ, đấu chiến thánh hoàng một mạch đánh nhau sẽ biến thành kẻ điên, nhưng hết lần này tới lần khác lại càng đánh càng mạnh, càng điên càng mạnh. Cho nên, nếu như đám người đại hắc cầu đồng ý xuất chiến, hắn đương nhiên cầu còn không được, vừa vặn cho hắn cơ hội đồ diệt. Tiểu lăng tử, cho người một cơ hội, đi, diệt ra hỏa này cho cậu ra diệt. Đại hắc Cẩu chỉ vào lăng hàn, hắn nói rất vị ý. Được, cẩu ra, lăng hàn cung cung kính kính nói, hắn và đại hắc Cẩu là đồng bọn hợp tác tốt nhất. Thấy đại hắc cậu không dám ra chiến, lục tầm hư một tiếng, nhưng ánh mắt nhìn sang lăng hàn, hắn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thánh hỏa màu đỏ, thánh nhân nhị tinh, kỳ quái, tứ nguyên tinh lúc nào xuất hiện thánh nhân nhị tinh chương bảy chiến giáp phát huy. Đầu năm nay, thánh nhân liên tục nhảy ra sân khấu đều là kẻ tầm thường, chỉ có bị oanh sát thành cặn bã phần. Nhưng mà, dù có rất nhiều âm hồn trợ giúp gia tăng tu vi, nhưng mà, thành thánh cũng không phải chuyện đơn giản. Hiện tại không thể thu thập tín ngưỡng lực, chỉ có thể dựa vào chính mình cảm mộ thiên địa quy tắc thắp sáng thánh hỏa, việc này quá khó khăn, thật không có mấy người làm được. Cho nên, cửu dương nhất mạch xuất hiện một thánh nhân nhị tinh, đây là việc làm lục tầm cảm thấy kỳ quái. Có phải là Lăng Hàn hay không? Trong lòng của hắn xuất hiện ý niệm này, nhưng mà, hắn lập tức lắc đầu. Đầu tiên, Lăng Hàn đã mất tích hơn 200 năm, hắn làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Thứ hai, với Thiên Phú yêu nghiệt của Lăng Hàn, đã nhiều năm như vậy còn không có tiến bộ, còn kẹt tại thánh nhân nhị tinh sao? Mặc dù hắn không muốn thổi phồng Lăng Hàn, nhưng không thể không thừa nhận, thiên phú đối phương thật đáng sợ, thời gian 200 năm đủ giúp đối phương tăng lên một bậc. Cho nên, người này tuyệt không phải Lăng Hàn thánh hỏa màu đỏ, chỉ cần liếc nhìn là thấy rõ. Nhưng hắn chỉ thấy một mà không thấy hai, nguyên nhân thánh hỏa của Lăng Hàn nằm trong thức hải lại lớn như gian phòng, nếu hắn nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ cải biến ý nghĩ. Ngươi là người phương nào? Lục tâm thản nhiên nói, Lăng Hàn nghĩ nghĩ, nói, bản nhân họ đồ, người xưng đế tử, đồ đế tử, tê, ngươi xem ta là đồ ngốc sao, tự tìm cái chết, hắn lập tức xiết tới, nhưng không chờ Lăng Hàn xuất thủ, chỉ thấy một côn quét ngang, Hầu Ca đã ngăn cản trước mặt Lăng Hàn, hắn oanh kích lục tầm. Trong thời gian 200 năm, Hầu Ca liên tục đại chiến với âm hồn, nhận được vô số thiên địa ban thưởng, hiện tại hắn đã là thánh nhân tứ tinh. Một côn mang theo uy thế đáng sợ, Lăng Hàn im lặng, ai, Hầu Ca quá hiếu chiến. Nhưng mà, nếu Hầu Ca ra tay thì hắn không nhúng tay, hắn chỉ có thể lui ra phía sau một chút. Ách, trang bức không thành công, một bên khác, đế tử đế nữ như đồng minh, ngũ tinh đồng cũng không vội mà động thủ, theo bọn họ nghĩ, Hầu Ca là thánh nhân mạnh nhất tứ nguyên tinh, chỉ cần đánh bại Hầu Ca, ý chí chiến đấu của những người này sẽ biến mất, căn bản không chịu nổi một kích. Đương nhiên, cho dù bọn họ hiện tại xuất thủ, những người đối diện cũng không chịu nổi một kích. Chiến chiến chiến, trên tu vi Hầu Ca không bằng lục tầm, mà thiên phú cũng không bằng, tự ý nào đó mà nói, hắn đã bại trận. Nhưng đấu chiến nhất mạch lại càng đánh càng mạnh, càng đánh càng điên, Hầu Ca lệ khí như sôi, hóa thành chiến ý hừng hực, chiến lực của hắn cũng tăng lên rất lớn hắn đánh ngang tay với lục tầm không hổ là đấu chiến nhất mạch năm đó đấu chiến thánh hoàng còn chưa thành đế thiên phú cũng không phải là mạnh nhất nhưng hắn lại có thể đánh bại tất cả thánh nhân đương thời và thành tựu chuẩn đế cuối cùng đắc đạo đây là tín niệm càng đánh càng mạnh khác vào trong huyết mạch của đấu chiến nhất mạch nhưng mà hầu tử ngươi cũng là kẻ nổi bật thật có bá khí năm đó của đấu chiến thánh hoàng đế tử nhao nhao nghị luận nhưng cũng không có động dung hầu ca mạnh chỉ dựa vào sinh mệnh bản nguyên thôi phát ra hơn nữa, trên đời này dường như chỉ có đấu chiến nhất mạch mới có thể làm được, nhưng mà, cường đại như vậy không có khả năng bền bỉ. Đánh lâu, lục tầm tất thắng, hầu ca, mặc bộ chiến giáp này vào, lăng hàn giơ tay ném một cái, ném thanh đồng chiến giáp cho hầu ca. Bởi vì tranh lệch cảnh giới quá lớn, vốn không phải chiến đấu công bằng, cho nên, lăng hàn cũng phải giúp hầu ca. Hầu ca cũng không có giả mồm, hắn nhận lấy chiến giáp. Phốc, nhìn thấy chiến giáp như tảng đá làm thành, đám người lục tầm khinh bỉ các ngươi nghèo rất mồng tơi. Mặc dù hiện tại có rất nhiều tinh cầu luân hãm, dẫn đến vật liệu chân quý khó tìm, nhưng mà cũng không đến mức dùng tảng đá làm chiến giáp. Đây tuyệt đối là tảng đá, mỗi một tên đế tử đều có thể dùng đầu bảo đảm. Phốc, ha ha ha, tuyệt địa bên kia, một đám đế tử đế nữ đều cười to, cho dù muốn nén cười cũng không được. Buồn cười quá, các ngươi đã nghèo đến trình độ nào mới có thể lấy ra chiến giáp như vậy? Thánh nhân nhị tinh đang chọc cười bọn họ hay sao? chúc hầu ca thắng ngay từ trận đầu. Đại hắc cầu lập tức vỗ tay, tiểu thanh long đáp lời. Hầu ca, đánh bẹt, đập dẹp tên kia. Hừ hừ, sắc chư chỉ chẹp miệng cho có, không biết chuyện gì xảy ra. Nó trời sinh nhìn hầu ca là khó chịu, luôn cảm giác đời trước luôn bị con khỉ khi dễ qua. Tiểu hồng điều dùng cánh vỗ nhẹ, những gia hỏa này thật không đáng tin. Rõ ràng chính mình thú lệ đoan trang như thế, tại sao lại lăn lộn chung với đám gia hỏa này. Hầu ca mặc vào chiến giáp, sau đó huy động cây gậy, hắn gác trên đầu vai sau đó nghiêng đầu qua nói đừng nói lão tôn ức hiếp ngươi ta không cần cây gậy kỹ pháp mạnh nhất của hắn là dùng cây gậy hiện tại không dùng gậy chẳng khác gì tự chém hai tay lục tầm giận quá hóa cười ngươi lấy dũng khí ở đâu thế thật sự cho rằng mặc bộ giáp bằng đá thì ngươi có thể vô địch thiên hạ ngươi ngây thơ cỡ nào hừ bản đế tử đánh ngươi tỉnh mộng lục tầm vung hai tay lên hỏa diếm vô tận hóa thành mũi tên bắn thẳng về phía hầu ca Mỗi mũi tên là quy tắc bát tinh hóa thành, uy lực cực kỳ đáng sợ. Hầu Ca bình thản không sợ, trực tiếp ngăn cản mũi tên của Lục Tầm. Đúng là chán sống, Lục Tầm cười nhạo, hắn thấy Hầu Ca đang tự sát. Nhưng mà, chuyện kế tiếp làm tròng mắt hắn rất ra ngoài. Hầu Ca tiến mạnh, mũi tên đều bị hắn đánh lui. Cái gì? hóa, Không chỉ có hắn, đám người Dương Dịch Hoàn cũng như thế, mỗi người đều há hốc mồm. Đã xảy ra chuyện gì? Trời ạ! À chẳng lẽ bọn họ nhìn thấy ảo cảnh hay sao lúc này hầu ca đã giết tới phượng dực thiên tường gia tăng tốc độ của hắn cực nhanh hắn xuất quyền oanh kích lục tầm mặc dù lục tầm quá sợ hãi nhưng thân là con của đại đế bản năng chiến đấu của hắn kinh người cỡ nào oanh hắn cũng xuất quyền đáp lễ hắn cường thế như cũ cho dù là cảnh giới hay thiên phú võ đạo hắn đều nghiền ép hầu ca cho nên sau một kích này hầu ca sẽ tự mình chuốc lấy cực khổ hai nắm đấm va chạm với nhau sinh ra sóng to gió lớn, uy năng thánh cấp thật đáng sợ, ánh sáng bùng lên, quy tắc bay thẳng lên trời và ảnh hưởng tới tầm nhìn cực lớn. Sau đó, chỉ thấy một bóng người bay ra ngoài, là lục tầm, đám người dương dịch hoàn đều kinh hãi, tại sao lại có thể như thế? Mặc dù lục tầm không phải đệ nhất cao thủ trong bọn họ, nhưng thân là thánh nhân ngũ tinh, bình thường có thể phát huy ra chiến lược thập ngũ tinh, nếu như sử dụng tuyệt chiêu, chiến lược hoàn toàn có thể xông lên thập bát tinh. Trái lại hầu ca, thánh nhân tứ tinh, thông thường chiến lực chỉ đạt tới bát tinh, cho dù chiến lực của đấu chiến thánh hoàng nhất mạch có chiến lực cường đại cũng không thể khoa trương như vậy. Chẳng lẽ, bọn họ lại nhìn chiến giáp trên người hầu ca, là thứ này sao? Nhưng, nhưng đó là tảng đá làm thành, mặc dù nó đang tỏa ra ánh sáng đồng xanh. Trường 5168, thể phách kinh khủng. lang Hàn cười ha ha, có phải các người rất muốn nhổ nước bọt hay không? Không có việc gì, muốn nhổ nước bọt thì tùy ý đám người dương dịch hoàn thật sự muốn nhổ nước bọt nhưng bọn họ hiện tại khiếp sợ nhiều hơn nếu thật là bộ chiến giáp này phát huy tác dụng như vậy thứ này quá thần kỳ trong thiên hạ có chiến giáp thần kỳ như thế hay sao hầu ca cũng mặc kệ hắn quát lớn và tiếp tục truy kích lục tầm thanh đồng chiến giáp không thể so sánh với bạch ngân chiến giáp nhưng cùng là tảng đá trong vực sâu nguyên thủy áp xúc chế thành một hạt cát cũng nặng như tinh cầu chiến giáp này cứng rắn cỡ nào nó sẽ bị công kích đánh xuyên qua đương nhiên nếu chỉ như thế lực chấn động cũng sẽ tổn thương hầu ca nhưng bên trong chiến giáp có vật chất thủy nguyên đây mới thực sự là đồ vật phát huy tác dụng chân chính có chiến giáp này ra trì hầu ca phòng ngự vô địch chiến lực tăng lên rất mạnh cho nên hắn càng đáng sợ oanh 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 chỉ có hầu ca điên cuồng tấn công lục tầm có thể hoàn thủ cũng vô dụng căn bản oanh không phá được chiến giáp việc này làm đám người dương dịch hoàn kinh hãi đây là chiến giáp gì quá kinh khủng có ai nghĩ tới trên tứ nguyên tinh còn có bảo vật như vậy. T, cho dù là khô lâu thánh binh suốt kích có thể phá được không? Những đế tử này đều hoài nghi, không có một phần chắc chắn. Đại Hắc Cẩu và Tiểu Thanh Long đều cảm thấy đáng tiếc, dạng chiến giáp này chỉ có một kiện, một kiện khác đang nằm trong tay Đa Gia Phật, bằng không bọn họ hiện tại cũng có thể trang bức. Cẩu Long không được trang bức thì khác gì cá ướp muối. Oanh, một đám cặn bã, có kẻ này dám tiến lên đánh một trận với tiểu đệ của cẩu ra hay không? đại hắc cầu chỉ có thể trang bước thay lăng hàn nó ăn khớp đẩy vai lăng hàn ai tiếp được người chiêu tiểu đệ của cầu ra cầu ra sẽ thu hắn làm cháu trai lời này đám người dương dịch hoàn giận dữ con chó này có miệng quá tiện thật sự kỳ quái có thể thành thánh tại sao không có chút tu dưỡng nào ngươi định dùng miệng tiện thành thánh sao ta đi làm thịt con chó này chờ sau đó mọi người cùng làm tiệc thịt chó đồng minh đi ra được các đế tử cười nói huyết nhục yêu thú thánh cấp chính là vật đại bổ bọn họ cũng vui vẻ ăn thịt ngoá muốn ăn thịt cầu ra. tiểu hàn đánh chết đám này cho cầu ra. đại hắc cầu giận tím mặt nó dùng móng vuốt vỗ lang hàn sao ngươi không lên Lăng hàn quay đầu lại nói hơn nữa nó còn gọi tên của mình tiểu đệ không phải đều bán mạng cho đại ca sao đại hắc cầu cũng không xuất chiến thứ nhất cảnh giới của nó quá thấp thứ hai đối diện đều là thượng cổ đế tử thiên phú võ đạo đều nghiền ép nó cho nên đương nhiên nó vui vẻ cắn hạt dưa xem trò vui. Lăng Hàn lắc đầu, sau đó nhìn về phía đồng minh. Người quá yếu, gọi thêm mấy tên sông lên đi. Ha ha, người thật ngông cuồng. Đồng minh cười lạnh, ngươi cho rằng chính mình là Lăng Hàn sao? Hiện tại, Lăng Hàn đã ngồi vững vàng vị trí thánh nhân mạnh nhất phản cổ, cho dù là thượng cổ đế tử cũng không thể không thừa nhận, ra hỏa này trâu bò và yêu nghiệt. Ách, mình bây giờ nên cao hứng hay khó chịu? Sau này làm sao trang bức? Lăng Hàn vuốt mũi, được, vậy ngươi lên đi, các ngươi đều tự tin như thế. Đồng minh xuất thủ, hắn tấn công Lăng Hàn. Ba, Lăng Hàn vị ý tắt một cái, lập tức, đồng minh nằm xuống, thân thể lơ lửng trong tinh không. Trời ơi, chỉ trong nháy mắt, các đế tử đế nữ đều muốn mắng chửi thô tục, đây chính là đồng minh đấy, thế mà bị một tát đánh ngất. Ai có thể tin tưởng, ngươi, ngươi là Lăng Hàn, các đế tử đều run rẩy nói ra, trừ Lăng Hàn ra, không có ai yêu nghiệt như thế. Lăng Hàn thở dài, vốn còn muốn giả heo ăn thịt hổ trang bước thêm một lúc nhưng còn bây giờ thì sao thân phận bị phơi bày dường như hắn dịch dung hay cải biến thân phận cỡ nào nhưng kiểu gì cũng sẽ bị người ta khám phá thân phận hắn sai lầm ở đâu nếu những đế tử tuyệt địa biết rõ khẳng định sẽ điên cuồng nhổ nước bọt chiến lược của ngươi đấy trừ ngươi ra còn ai nắm giữ chiến lược như vậy Lăng hàn kiên định lắc đầu ta không phải lăng hàn các ngươi nhận lầm người mình bố trí không thể sụp đổ nhanh như vậy các đế tử đều im lặng, chứng cứ rõ ràng như thế, người còn chống chế. Lăng Hàn, rốt cục ngươi cũng trở về. Lý Đương Bình từ tốn nói, mặc dù Lăng Hàn rất mạnh, nhưng dù sao cũng chỉ là thánh nhân nhị tinh, dường như hắn kẹt ở cửa này không tiến bộ. Cho nên, các đế tử bọn họ liên thủ, ngang hàng Lăng Hàn không khó. Bộ chiến giáp này, người lấy được từ đâu? Lý Đương Bình càng hiếu kỳ việc này hơn. Lăng Hàn mỉm cười, đánh thắng ta, ta sẽ nói cho các người biết. Các đế tử nhìn nhau một cái, sau đó cùng sông lên. Một đấu một, bọn họ không thừa nhận cũng không được, bọn họ tuyệt không phải đối thủ của Lăng Hàn, cho nên, đường đường thượng cổ đế tử còn phải liên thủ đối địch, đây chính là việc bất đắc dĩ. Lăng Hàn đứng chắp tay, trên lý luận hắn là thánh nhân nhị tinh, nhưng trên thực tế, hắn nắm giữ 38 đạo quy tắc, không biết mạnh hơn thánh nhân cửu tinh bao nhiêu lần. Cho nên, hiện tại cho dù đối mặt với khô lâu thánh binh, hắn cũng có thể đánh một trận, hơn nữa hắn không cần sử dụng đại đạo quang, hạt giống thánh hỏa, năng lượng hủy diệt. Các đế tử nha, ha ha, chỉ có thể nhét kẽ răng cho hắn. Đúng là cuồng, đế tử tuyệt địa đều cắn răng, mặt mũi đầy khó chịu, chỉ có phong diệu lăng là tán thưởng, đây chính là nam tử nàng nhìn chúng, hắn bá đạo và siêu quần như thế. Đáng tiếc, lập trường của bọn họ khác nhau, làm thế nào mới có thể sống chung với lăng hàn. Cũng không biết là ai xuất thủ trước, các đế tử tuyệt địa đều giết tới, bọn họ đều cầm lấy thánh khí oanh kích lăng hàn. Một đấu một, bọn họ không phải đối thủ của Lăng Hàn, chỉ có thể gửi hy vọng vào quần chiến. Nơi này có hơn 10 tên đế tử, tu vi yếu nhất cũng là thánh nhân ngũ tinh, lại thêm thánh khí, cũng không tin đánh không chết thiên tài mạnh nhất phản cổ. Oanh, 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 hơn 10 đạo công kích gần như đồng thời đánh vào người Lăng Hàn, nhưng Lăng Hàn vẫn chắp tay sau lưng, căn bản không có hoàn thủ thậm chí chống đỡ. Cái này, các đế tử đều cười lạnh, người quá ngông cuồng, lại dám thừa nhận công kích của bọn họ. Phải biết, bọn họ toàn lực phát huy, người yếu nhất cũng đạt tới chiến lược thập bát tinh, mà mạnh nhất đã vượt qua nhị thập tinh, nhiều công kích đánh tới như thế, cho dù không chết cũng tàn, huống chi còn không phòng ngự. Đi chết đi, rất nhanh, ánh sáng biến mất, Lăng Hàn đứng thẳng ngạo nghế, hắn như trường thương chống trời, trừ quần áo hơi tổn hại ra, hắn hoàn toàn không bị thương. Chuyện này, người có thể phách gì, quá biến thái, trang bức, cầu ra cho 9 điểm, nhiều thêm một điểm sợ người kiêu ngạo. Đại Hắc Cẩu nói, long ra cho 10 điểm, không sợ ngươi kiêu ngạo. Tiểu Thanh Long cười nói, các đế tử nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn nói không ra lời. Khốn kiếp, bọn họ cảm thấy tuyệt vọng, chương năm 1169, Lăng Hàn phát huy. Nhiều đế tử như vậy, yếu hơn nữa cũng có chiến lực thập bát tinh, liên thủ oanh kích cũng không làm Lăng Hàn bị thương nhẹ. Mẹ nó, còn đánh cái gì nữa? Ngươi là khô lâu thánh binh sao, lấy thánh liệu xếp thành. Lăng Hàn cúi đầu xem xét, các ngươi làm hỏng y phục của ta, phải bồi thường bồi thường em gái ngươi, những đế tử tuyệt địa kia nhìn nhau, bọn họ quay đầu bỏ chạy. Đánh không lại, gia hỏa này quá biến thái, lăng hàn thở dài, hắn đưa ai ấn một cái, ta ghét nhất có người nợ đồ của ta mà không trả. Ông, uy áp chấn kinh khủng áp, mười mấy tên đế tử đều bị vây khốn. Quá dọa người rồi, phải biết, thánh nhân khó giết, muốn chạy, dù thức tỉnh đế binh cũng rất khó đánh chúng. Mà những thượng cổ đế tử này có không ai không phải thánh nhân mạnh nhất đương thời bọn họ chạy vẫn bị lăng hàn khốn trụ. Khốn kiếp, người thật sự là thánh nhân sao? Một bên khác, gương mặt lục tầm tái xanh, hắn không dám ham chiến và vội vàng xoay người bỏ chạy. Mặc dù hắn kịch chiến với hầu ca nhưng vì cách lăng hàn quá xa, cho nên bản thân hắn dễ dàng thoát thân. Dù sao, thánh nhân muốn chạy, thật sự rất khó đuổi kịp. Hắn xé mở hư không rời đi, cũng không dám quay đầu nhìn lại. Lăng Hàn không đặt trong lòng, trong lòng đang cười các đế tử kia, nói. Hiện tại, các người bồi thường hay không bồi thường bồi những đế tử này chăm miệng một lời so sánh với nhau đương nhiên là tính mạng của bọn họ trọng yếu hơn tốt mỗi người cấp cho ta một gốc đại dược thánh cấp lang hàn nói khốn kiếp tại sao ngươi không đi cướp đi chúng ta chỉ làm hỏng quần áo của ngươi lại dùng đại dược thánh cấp trả hơn nữa còn là mỗi người một gốc lang hàn lại cười một tiếng ta cướp thì thế nào các ngươi có tư cách phản kháng sao các đế tử lập tức im lặng thực lực chênh lệch quá nhiều mặc dù Lăng hàn vẫn chỉ là thánh nhân nhưng lấy chiến lược mà nói sợ rằng không bằng cấp bậc chuẩn đế nhưng cũng tranh lệch không lớn đây là thánh nhân nhị tinh lừa gạt quỷ đi lang hàn cười một tiếng sự kiên nhẫn của ta không nhiều đếm đến mười các ngươi không giao đại dược thánh cấp ra ta không thể làm gì khác hơn chính là giết các ngươi thành cặn bã cho dù chúng ta đáp ứng ngươi cũng không có khả năng giao ra trong thời gian ngắn đồng minh vội vàng nói hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt bọn họ đều là con của đại đế tiền đồ vô lược, vì đại dược thánh cấp mà chết thì không đáng. Nhưng vấn đề là, dạng đại dược này, bọn họ sẽ mang theo trong người. Không sao, ta cho phép các ngươi đi liên hệ ai đó, chỉ cần lấy vật ta muốn ra đây, ta sẽ thả các người con đường sống. Lăng Hàn nói, chúng đế tử bất đắc dĩ, bọn họ bắt đầu liên hệ với người của mình. Tinh võng của thường gia hiện tại đã phục vụ vì bọn họ. Qua một lúc, tinh không vỡ ra, từng đội chiến sĩ cao lớn đi tới và tỏa ra khí tức rét lạnh khô lâu thánh binh, lục tầm cũng xuất hiện, hắn mang cứu viện tới. Lần này, hắn không hề kinh hoàng thất thố, mà là tràn đầy lòng tin. Lăng Hàn rất mạnh, 200 năm trước hắn có thể ngang hàng với ba khô lâu thánh binh, nhưng bây giờ cũng thế mà thôi. Hiện tại, hắn điều động 50 khô lâu thánh binh, đây là lực lượng nghiền ép khủng bố cỡ nào. Lăng Hàn, giao người ra, ta có thể tha cho người khỏi chết. Lục tầm từ tốn nói, hắn thong dong giống như nắm đại cục trong tay lăng hàn nhìn về phía đại hắc cẩu nói ta là người ăn thiệt thòi còn nuốt vào bụng sao dĩ nhiên không phải đại hắc cẩu cười nói đối với người uy hiếp ta ta nên làm gì lăng hàn lại hỏi đương nhiên là đánh đánh tất cả nằm xuống đại hắc cẩu tiếp tục đáp lăng hàn gật đầu hắn nói với lục tầm ngươi nghe rồi chứ đến lúc này ngươi còn dám đùa giỡn ngươi đừng tưởng rằng ta sẽ sợ ném chuột vỡ bình lục tầm uy nghiêm đáng sợ nói đánh chết ngươi chính là ưu tiên cao nhất theo Nguyên Văn Chính là không tiếc trả giá lớn cũng phải diệt trừ. A, à, những đại đế tuyệt địa kia đúng là để ý tới mình. Cũng khó trách, lần trước đã có hai thượng cổ đại đế ra tay, mặc dù cách khoảng cách xa xôi, hơn nữa còn làm cát lão gia tử vẫn lạc. Nghĩ tới đây, đôi mắt Lăng Hàn bắn ra hàn quang và sát ý. "Lão Hắc, ta làm thịt người này." Hắn nói, "A, à, không muốn đại dược sao?" Đại Hắc Cầu cảm thấy thịt đau, từ bỏ, Lăng Hàn nói như chém đinh chặt sắt. Được, đại hắc cẩu gật đầu, nó muốn xuất thủ. Dừng tay, lục tầm quát to, nhanh lên, lên, oanh, 50 khô lâu thánh binh bay tới oanh kích lăng hàn, đại hắc cẩu. Lăng hàn hừ một tiếng, đứng ra, hắn xuất ra một quyền, hắn dùng toàn lực ứng phó. Thứ nhất, khô lâu thánh binh không có linh trí, chỉ biết chiến đấu. Thứ hai, bọn chúng vô cùng cường đại, không sợ bất kỳ đả kích gì, cho nên, đối mặt tấn công chính diện, bọn chúng sẽ tránh né. Đương nhiên là lấy mạnh đánh mạnh, bành, hai đấm va và chạm vào nhau lực lượng đáng sợ sôi trào quy tắc lóe sáng sau khi những hào quang biến mất mọi người hoảng sợ phát hiện lăng hàn chẳng những không có bị đánh bay ra ngoài ngược lại còn đứng cao ngạo tại chỗ trái lại khô lâu thánh binh mặc dù nó không bị đánh lui nhưng mà cánh tay phải của nó đã bị đánh nổ tới bả vai trời đây chỉ là một kích mà thôi lăng hàn mạnh đến mức nào hai bên không có lui nói rõ lăng hàn và khô lâu thánh binh về mặt sức mạnh đã đứng ở cùng cấp độ lực phá hoại lại không cùng cấp bậc. Đây là đương nhiên, Lăng Hàn đã sử dụng tới đại đạo quang cùng năng lượng hủy diệt, còn kém thánh hỏa chưa sử dụng, lực phá hoại sẽ mạnh bao nhiêu. Hủy thiên diệt địa, nhưng mà, khô lâu thánh binh vô cùng bá đọa mặc dù chỉ còn lại nửa bên người nhưng bản năng chiến đấu lại không giảm chút nào, lại suốt một trường tấn công Lăng Hàn. Bành, Lăng Hàn vung quyền nghinh kích, hắn đánh nát nửa bên thân thể còn lại cả khô lâu thánh binh, chỉ còn lại đầu lâu, thân thể sứt mẻ và cái đùi nhưng nó không phải sinh linh, không thống khổ và e ngại tử vong, một chân nâng lên đá lăng hàn, thánh uy vô tận tràn ngập. Hừ, lăng hàn lại đánh ra một quyền, bành, đầu lâu của khô lâu thánh binh bị đánh thành từng mảnh. T, thấy cảnh này, tất cả mọi người im lặng, ra đầu run lên. Đây không phải sự thật, khô lâu thánh binh là tồn tại khủng bố cỡ nào. Cho dù là đế binh cũng chỉ có thể bước lui, cũng không thể đánh nát, bây giờ lại bị lăng hàn đánh nát. Chuyện này chẳng phải đang nói, chiến lực của Lăng Hàn đã vượt qua đế binh. Không, mọi người đều lắc đầu, Lăng Hàn rất bất phàm, nhưng còn không có khủng bố đến tình trạng như vậy. Về mặt chiến lực, kỳ thật Lăng Hàn không khác gì khô lâu thánh binh, nhưng mà, gia hỏa này nắm giữ năng lượng nào đó, lực phá hoại thật là đáng sợ, có thể tùy tiện đánh nát thánh liệu. Đây là tự nhiên, Lăng Hàn lúc ấy xuất ra một quyền, mặt đất trong vực sâu nguyên thủy cũng xuất hiện cái hố to một trường, đó là khái niệm gì? Trường 5170, đánh nát không nói những đế tử tuyệt địa cho dù là đám người nữ hoàng cũng chấn kinh đến rối tinh rối mù. bọn họ đã biết rõ lang hàn châu bò từ vực sâu nguyên thủy trở về thực lực khẳng định tăng vọt nhưng mà hai ba quyền đã đánh nổ một đầu khô lâu thánh binh. đây là chuyện vượt xa nhận biết của bọn họ gặp quỷ rồi làm sao có thể mạnh như thế mà lục tầm sắp điên rồi hắn hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình chỉ là một thánh nhân nhị tinh vì cái gì có thể mạnh đến tình trạng như vậy phải biết khi đó nhiều đế tộc lấy đế binh oanh kích, Khô Lâu Thánh binh cũng bất động. Vì cái gì? Nguyên nhân Khô Lâu Thánh binh dùng tới kỹ thuật rất kỳ lạ, có thể để phân tán lực công kích lên mỗi bộ phận thân thể. Cho nên, lấy thánh khí mạnh mẽ, mấy trăm kiện cùng chia sẻ một kích của đại đế, cho dù thế nào cũng không nát được. Nhưng mà, Lăng Hàn lại có thể xuất một quyền làm hỏng Khô Lâu Thánh binh. Thực lực gia hỏa này mạnh hơn cả đế binh sao? Không không không, tuyệt đối không có khả năng, chỉ là thánh nhân nhị tinh làm sao có thể có chiến lược vượt qua Đế binh? Nếu như Đế binh oanh kích, Khô Lâu Thánh binh sẽ bị đánh bay thật xa mà không phải giống bây giờ, một quyền của Lang Hàn đánh Khô Lâu Thánh binh nửa bước không lùi. Chỉ có thể nói, Lang Hàn nắm giữ bí pháp nào đó, vô hạn tăng lên lực phá hoại. T, đây chính là nguyên nhân kẻ này biến mất suốt 200 năm sao? Giờ khắc này, Lục Tầm cảm thấy mình cũng biến mất 200 năm, đồng thời nhận được kỳ ngộ như vậy. Oanh, nhưng Khô Lâu Thánh binh hoàn toàn không có vẻ sợ hãi chúng đều xông lên chém giết đây là ưu điểm của bọn chúng nhưng cũng là khuyết điểm lục tầm nghĩ nghĩ cũng không có ngăn cản lang hàn công cao cũng không đại biểu phòng ngự cũng như thế có lẽ mười mấy đầu hai mươi đầu khô lâu thánh binh cùng oanh kích có thể đánh hắn thành cạn bã thì sao chỉ bỏ ra vài đầu khô lâu thánh binh làm đại giá là có thể xử lý yêu nghiệt nhất lịch sử việc này sẽ đáng giá lang hàn thét dài một tiếng hắn nghênh đón đám khô lâu thánh binh bành 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 song quyền của hắn huy động liên tục năng lượng hủy diệt cùng chùm sáng đại đạo dung hợp hóa thành lực sát thương vô cùng đáng sợ. Banh banh banh, hắn dùng sáo lộ lấy thương đổi thương, chính mình mạnh mẽ đâm tới, chỉ truy cầu hiệu suất chém giết, cho nên hắn bỏ mặc phòng, bị khô lâu thánh binh đánh chúng liên tục. Đây là khái niệm gì? Mỗi một đầu khô lâu thánh binh tương đương với mấy trăm kiện thánh khí dung hợp, nhiều thánh khí cùng oanh kích là chuyện đáng sợ cỡ nào. Nhưng mà, những công kích này đánh lên người lăng hàn lại không sinh ra chút gợn sóng nào hắn giống như một khối mẫu kim. Ngoá, lục tầm cảm thấy đầu óc trống rỗng, tại sao có thể có biến thái như vậy? Bình thường mà nói, lực công kích cường đại thì lực phòng ngự sẽ yếu, người nha, luôn có sở trường, sở đoàn. Nhưng quy luật này không thích hợp với lang hàn trước mặt, công, phòng đều mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, người ta làm sao bây giờ? Rút lui, rút lui, lục tầm vội vàng phát ra tín hiệu, bảo khô lâu thánh binh rút lui, bằng không chẳng khác gì đưa đồ ăn. Hiện tại, chẳng lẽ ra hỏa này chỉ có đại đế xuất thủ mới có thể giải quyết sao? Ghê tởm, các vị tuyệt địa chi chủ cũng không thể tùy tiện ra tay, thời cơ còn chưa tới, nếu không, bị một vị đại đế để mắt tới, làm sao có thể thoát khỏi cái chết? Chẳng lẽ, thật sự phải trơ mắt nhìn ra hỏa này quật khởi và trở thành uy hiếp lớn nhất sao? Hiu hiu hiu, có 41 đầu khô lâu thánh binh bay trở về, có 8 đầu bị lăng hàn lưu lại, một quyền đánh mất nửa người, căn bản không có khả năng trở lại. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, lục tầm cảm giác toàn thân phát lạnh, mười mấy tên đế tử đế nữ rơi vào trong tay lăng hàn, mà ra hỏa này thật sự thống hạ sát thủ. Mặc dù tuyệt địa chi chủ đặt ưu tiên đánh giết lăng hàn ở cấp cao nhất, nhưng mà, những con của đại đế lại chết, các đại đế sẽ không nổi điên. Bây giờ, dương gian âm phủ hóa đã tiến hành đến thời khắc mấu chốt, nếu lúc này xảy ra nhiễu loạn có khả năng hủy hoại bố cục ức vạn năm trong nháy mắt. Lăng hàn, có chuyện gì cứ nói thật tốt, hắn vội vàng nói, lăng hàn cười nhạt một tiếng, muốn mạng của những đế tử này, có thể, bảo những tuyệt địa chi chủ tự sát, ta sẽ thả người. Lục tầm giận dữ, đây không phải ép buộc sao, bảo tuyệt địa chi chủ tự sát, làm sao có thể, đổi yêu cầu khác, hắn lớn tiếng nói, lăng hàn nhìn chăm chú về phía lục tầm, người có tư cách gì đàm phán cùng ta, phát động phượng dược thiên tường, hắn lao về phía lục tầm, hắn lập tức bỏ chạy, nhưng lăng hàn đã cách hắn trăm trượng. Ngăn lại hắn, lục tầm kinh hãi khô lâu thánh binh đều xuất động và oanh kích lăng hàn. Gà đất chó sành, lăng hàn đánh điên cuồng, khô lâu thánh binh che ở trước người hắn đều thiếu tay thiếu chân, chỉ có thể lấy thân thể ngăn cản lăng hàn tiến lên. Lăng hàn tiến quân thần tốc, như vào chỗ không người. Cái gì khô lâu thánh binh, ở trước mặt lăng hàn đều không chịu nổi một kích nhưng cũng chỉ là có thể ngăn chặn một chút mà thôi. Chỉ lấy lực sát thương mà nói, hiện tại chuẩn đế cũng không thể so sánh với lăng hàn. Lục tầm sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh, Hắn vội vàng xé mở không gian, muốn thoát khỏi nơi đây. Ông, đúng lúc này, một đạo khí tức đáng sợ vọt tới, chỉ thấy biển máu xuất hiện trong tinh không. Một trong 12 tuyệt địa, T, tuyệt địa chi chủ đến, Lăng Hàn nghiêm túc, hắn châu bò thế nào cũng không thể so sánh với đại đế, trước đó ở bên trong vực sâu nguyên thủy, chân long đại đế đã đuổi giết hắn và đa gia Phật không còn tính tình. Mà theo đa gia Phật nói, dạng đại đế này còn có vấn đề rất lớn, chiến lực cũng không hoàn toàn. Thả người, một giọng nói lạnh lùng không có tình cảm vang lên, đây là nữ đại đế, huyết hải chi chủ chính là nữ đế. Trong lịch sử, nữ tổ vương ít đến đáng thương, nhưng mà, có thể thành đế đều mạnh hơn đại đế khác, nguyên nhân nữ võ giả cần trổ hết tài năng cũng phải trả cái giá rất lớn. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, nếu như ta nói không thì sao, tê, thật to gan, nhìn thấy cảnh này, mọi người cảm khái, Lăng Hàn đã trưởng thành đến mức có thể chống lại đại đế. Thế nhưng mà, Đám người nữ hoàng lập tức nhận được thần thức truyền âm của Lăng Hàn, bảo bọn họ nhanh chóng chạy trốn. Khốn kiếp, đại đế, tùy tiện xuất thủ cũng có thể dạy hắn làm người. Mọi người nhao nhao xé mở hư không rời đi, Lăng Hàn cũng không có động thủ giết đám người đế vô cực, ý tứ này rất rõ ràng, tương đương với trao đổi con tin. Đương nhiên, Lăng Hàn cũng có thể dùng thanh trúc kiếm liều một lần, nhìn xem có thể bảo hộ đám người nữ hoàng rời đi hay không, sau đó xử lý đám đế vô cực. Nhưng mà, hắn cực kỳ quan tâm người của mình. Lăng Hàn càng muốn cậu ổn định. Trọng yếu nhất chính là hắn không đặt đám người đế vô cực ở trong lòng. Sống thì như thế nào, có thể uy hiếp được hắn sao? Hiện tại có thể bị hắn để vào trong mắt cũng chỉ có đại đế. Chương 5171, nguy cơ lớn nhất. Biển máu không gợn sóng, dường như ngầm cho phép cách làm của Lăng Hàn. Đại đế cũng thỏa hiệp, không có cách, tuyệt địa chi chủ không có cách gì tùy tiện ra tay, nếu không với tính cách cao ngạo của đại đế, sẽ có ai bàn điều kiện với hắn? Sau khi tất cả mọi người rời đi, Lăng Hàn cũng bước về phía đế tử đế nữ tuyệt địa. Sắc mặt đám người đế vô cực âm trầm, khó coi vô cùng. Đây là nhục nhã, bọn họ không ai không phải con của đại đế, trong cùng cảnh giới hiếm có người sánh bằng. Nhưng còn bây giờ thì sao, bọn họ bị một người có cảnh giới yếu hơn quét ngang, hơn nữa còn một đám thượng cổ thiên kiêu cùng nhau bị đánh. Mất mặt, mang theo thua trận như thế, bọn họ làm sao có cơ hội vấn đỉnh đế vị. Lúc này, biển máu di động chậm rãi, hóa thành một khuôn mặt người, nhưng biển máu không có đổ xuống, đó là một gương mặt cực kỳ kinh khủng. Người nguyện ý, có thể trở thành tuyệt địa chi chủ thứ 13. Mặt người mở miệng nói một câu rung động tinh không, vị tuyệt địa chi chủ thứ 13, không phải ngang hàng với đại đế hay sao? Đám người lục tầm, đế vô cực đều kinh hãi, không nghĩ tới huyết hải chi chủ lại xem trọng lăng hàn như thế. Lăng hàn không do dự nửa điểm, lắc đầu nói, muốn ta trợn mắt nhìn sinh linh chết đi, ta không làm được. T, Gia hỏa này cự tuyệt lời mời. Đám người đế vô cực tức giận Lăng Hàn không biết điều, bọn họ không thể không bội phục Lăng Hàn can đảm. Từ xưa đến nay, ai dám cự tuyệt trước mặt một vị đại đế. Huyết hải chi chủ cũng không có tức giận, mà là thản nhiên nói. Người hoàn toàn không biết gì về thế giới này. Ha ha, Lăng Hàn cười cười, ban đầu ở nguyên thế giới, tuyệt diệt cũng treo cái giá rất cao, rốt cuộc không phải cũng bị mình đánh nằm. Cho dù chúng ta không xuất thủ, thế giới này cũng sẽ hủy diệt, còn không bằng thành toàn chúng ta. Huyết hải chi chủ nói, có ý gì, dù không có 12 tuyệt địa làm loạn, tinh không cũng hủy diệt sao. Lăng Hàn tin tưởng, với tâm tính của đại đế, bọn họ không cần thiết lừa hắn, cho nên, câu nói này có thể tin. Nhưng mà, thế giới này sẽ đi về hướng hủy diệt. Có phải có quan hệ với tồn tại trong vực sâu nguyên thủy hay không? Phải biết, chỗ đó còn có 36 con viễn cổ thần thú, tất cả đều là cấp bậc đại đế, một khi xuất thế làm hại, thậm chí còn khủng bố hơn cả 12 tuyệt địa. Nhưng mà, thời điểm thiên địa sơ khai, đó là thời kỳ thần thú tụ tập muốn nói bọn họ sẽ hủy diệt thiên địa, cần gì kéo dài tới bây giờ. Hơn nữa, Đa Gia Phật cũng đã nói, chỉ thực lực chân long đại đế không hợp với đế cấp mà hắn nhận biết. Tiểu Thanh Long lại khẳng định, đệ nhất chân long tuyệt đối đã hóa đạo. Cho nên, vào lúc này đầu óc của Lăng Hàn hỗn loạn. A, à, nếu nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì không trực tiếp hỏi? Vì cái gì nói như vậy? Lăng Hàn hỏi gương mặt trong biển máu, đừng nhìn gương mặt này khủng bố, nếu nhìn kỹ lại có cảm giác tuyệt đẹp. Gương mặt biển máu nói, người hẳn phải biết, thế giới này ra đời thế nào. Biết, Lăng Hàn gật đầu, lúc trước không tồn tại thiên địa gì, cũng chỉ có một điểm nhỏ, hoặc nói đó là một viên cầu, sau đó, viên cầu này xuất hiện vết nứt, vật chất vô tận dâng trào và bành trướng vô tận, cho nên tạo thành vũ trụ hiện tại. Cái khe nứt này chính là vực sâu nguyên thủy, bên trong ẩn chứa bí mật và bản nguyên của vũ trụ, sau khi thiên địa ra đời, vũ trụ này liên tục bành trướng. Huyết Hải chi chủ tiếp tục nói, nhưng mà, bành trướng sẽ kết thúc, kết thúc thì kết thúc, Lăng Hàn nói, việc này có ảnh hưởng sao? Tinh không hiện tại rất lớn, đủ để cho triệu tỷ tỷ sinh linh sinh tồn. Cho dù là thánh nhân, muốn đi từ mặt vũ trụ này sang mặt bên kia, cho dù dùng cả đời cũng không làm được. Còn chưa đủ lớn hay sao? Ngây thơ, Huyết Hải chi chủ từ tốn nói, trên đời này hiện tại cũng chỉ có đại đế mới có thể nói với Lăng Hàn như thế. Lăng Hàn cũng không hề tức giận, những đại đế này sống bị ổi như thế, lại không tiếc mang tiếng xấu, khẳng định là có nguyên nhân, hiện tại, huyết hải chi chủ vô cùng khả năng để lộ ra chân tướng, hắn cũng nguyện ý lắng nghe. Sinh tới cực hạn là tử vong, tử vong cực hạn chính là tân sinh. Huyết hải chi chủ nói một câu không liên hệ chút nào. Lăng Hàn lại nhướng mày, ý của ngươi là, sau khi bành trướng tới cực hạn, sau đó sẽ co lại. T, không sai, huyết hải chi chủ gật đầu, từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó, ban đầu như thế nào, cuối cùng cũng như thế nào. Theo ý của nữ đế, tinh không cuối cùng sẽ quay về khởi điểm. Như vậy, ước vạn sinh linh sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Phải biết, cho dù ở trong vực sâu nguyên thủy, trọng lực khủng bố đủ làm thánh nhân đổ sụp, ngay cả cạn bá cũng không còn thừa. Như vậy, toàn bộ vũ trụ đè ép trong một điểm thì sao? Đại đế có thể đối kháng sao? đến lúc đó, chính là tận thế. Cho nên, huyết hải chi chủ mới nói câu kia, nói thế giới này cuối cùng rồi sẽ hủy diệt. Nếu như liên quan đến cách nói vũ trụ bành trướng và co lại, như vậy, đúng là có một ngày sẽ như thế. Đây chính là lý do các ngươi làm loạn thiên hạ. Lam Hàn cất giọng nói, từ khi vũ trụ ra đời tới bây giờ, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, cho dù có một ngày tử vong, đó cũng là chuyện của vô số năm sau. Các ngươi có tư cách gì quyết định vận mệnh của ức vạn sinh linh? Huyết hải chi chủ lắc đầu, sâu kiến trung quy là sâu kiến, chỉ dùng tầm nhìn của mình quan sát. Lăng Hàn nói, người cũng đã biết, bên trong vực sâu nguyên thủy hiện tại có 36 thần thú phục sinh. Huyết hải chi chủ suy một tiếng, đại đế hóa đạo, kết hợp với thiên địa, làm sao có thể phục sinh. Dưới cái nhìn của nàng, Lăng Hàn đang nói bậy nói bạ. À, Lăng Hàn cũng chỉ lừa dối huyết hải chi chủ một lần muốn biết 12 tuyệt địa và thần thú tổng vực sâu nguyên thủy có liên quan gì hay không, nhưng kết quả lại làm hắn chấn kinh. 12 tuyệt địa chi chủ lại không biết có chân long đại đế tồn tại. Cũng đúng, Đa Gia Phật đã đi qua vực sâu nguyên thủy, nhưng hắn nhận được tin tức của Lăng Hàn cũng phải khiếp sợ. Vực sâu nguyên thủy, thậm chí có thể nói là cấm khu của đại đế, vị đại đế nào không có việc gì mà chạy tới nơi đó. 12 tuyệt địa chi chủ đã nhận được bí pháp ở nơi đó, lấy phương thức quỷ dị thu được trường sinh, nhưng mà, hiển nhiên bọn họ ở đời sau không tiếp tục đi qua chỗ đó. Có thể tưởng tượng, người xem bọn họ bình thường cũng hạn chế xuất thủ, có thể thấy được dạng trường sinh này có hạn chế lớn cỡ nào. Cho nên, đi vực sâu nguyên thủy làm gì? Chịu chết sao? Như vậy, thần thú bên trong vực sâu nguyên thủy không có quan hệ gì với 12 tuyệt địa. Lăng Hàn cảm thấy đau đầu, lại có hai thế lực đại đế, hơn nữa mỗi thế lực đều có hơn 10 đại đế. Khốn kiếp, đây là thế đạo gì? Người có thể đi vực sâu nguyên thủy xem một chút, tự nhiên biết rõ ta nói có đúng hay không. Lăng Hàn bình tâm tĩnh khí nói, nếu có thể châm ngòi hai thế lực đại đế này khai chiến, vậy thì quá tuyệt vời. chương năm 1172, lại đến chiến thần cung. Huyết hải chi chủ hư một tiếng, xem ra, ngươi là không thể cho chúng ta sử dụng. Oanh, biển máu sôi trào, lập tức, vô số thi thể thánh nhân lao ra tấn công Lăng Hàn, giống như đột nhiên xuất hiện mưa thánh nhân, phô thiên cái địa. Đây là một lời không hợp thì đánh nhau, Lăng Hàn không sợ, chỉ cần đại đế không xuất thủ, ai tới hắn còn không sợ. Hắn tùy ý xuất quyền xuất cước, cái gì thánh nhân thi, tất cả không thể so sánh với khô lâu thánh binh, chúng bị hắn đánh bay, đánh nổ, ngay cả cơ hội tái tạo lại cũng không có. Cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi, nhưng nếu giống như mẫu kim, cho dù kiến cắn nhiều hơn nữa thì có thể làm được gì. Bóng dáng của hắn bị biển thánh nhân thi bao phủ, nhưng mà, chỉ thấy lần lượt từng thân ảnh bị đánh bay, bị đánh nát, chúng không thể trấn áp lang hàn, Lăng Hàn cường đại tới mức số lượng không thể làm gì được hắn. Cũng không thấy huyết hải chi chủ phát ra chỉ lệnh, những thánh nhân thi kia rút về, sau đó, biển máu sôi trào, một bàn tay ngưng tụ thành hình, cũng đánh về phía Lăng Hàn. Lần này hoàn toàn khác biệt, đế uy tràn ngập, đáng sợ đến không cách nào hình dung. Lăng Hàn cũng không dám đón đỡ, đại đế xuất thủ, hắn chỉ có trốn. Không chơi, hắn vận dụng thanh trúc kiếm chém về phía bàn tay này. Bành, một kiếm chém bàn tay thành hai đoạn, thời điểm thanh trúc kiếm đang thức tỉnh giống như một đại đế hiện thế lực công kích kinh khủng cỡ nào hiện tại thể phách lăng hàn đã mạnh hơn trước kia không biết bao nhiêu lần bởi vậy cho dù dư âm chấn động cũng bị hắn đỡ được nếu không cho dù có đế binh thủ hộ thì như thế nào hai ba kích chấn động cũng đủ làm hắn chết đi nhưng biển máu lại ngưng tụ bàn tay khác tấn công lăng hàn lăng hàn nghe rằng đại đế chính là đại đế căn bản không phải đế binh có thể so đế binh thật sự có thể ngăn cản công kích của đại đế nhưng nhiều lắm chỉ ngăn cản một hai chiêu, làm sao có thể ngăn cản chính diện. Được rồi, nên đi ngủ thôi. Lăng Hàn vội vàng chạy đi, hắn phát động phượng rực thiên tường, tốc độ của hắn nhanh đến mức kinh người, có đế binh cản ở phía sau, cho dù đại đế xuất thủ cũng bị đón đỡ. chí ít trong quá trình thanh trúc kiếm thức tỉnh, Lăng Hàn không sợ có nguy hiểm đến tính mạng. Đương nhiên, nếu hắn xoay người ngạnh kháng với huyết hải chi chủ thì khác. May mắn chính là, huyết hải chi chủ cũng không xuất thủ toàn lực, hoặc nói cho đúng là không nguyện ý xuất thủ toàn lực bởi vậy lăng hàn vẫn có thể trốn ra khỏi vòng vây hắn quay đầu ngóng nhìn nếu trước kia hắn có thực lực như vậy cát lão gia tử sẽ không chết trận sau đó hắn xé mở không gian trở lại tứ nguyên tinh nhìn thấy lăng hàn trở về tất cả mọi người thở ra nhẹ nhõm đây chính là đối mặt với đại đế lần trước phát sinh tình huống như vậy còn hy sinh một vị chuẩn đế sau khi nhìn thấy lăng hàn trở về bọn họ như chút được gánh nặng sau đó Lăng Hàn cũng không tiếp tục xuất động, hắn toàn lực thôi động tứ nguyên tinh bay về hướng biên giới vũ trụ. Tuyệt địa chi chủ đã để mắt tới hắn, thậm chí không tiếc không hạn độ xuất thủ, cho nên hắn phải cẩn thận, vạn nhất mấy vị tuyệt địa chi chủ đồng loạt ra tay, khi đó hắn sẽ không may. Thời điểm yên tĩnh, Lăng Hàn đang suy nghĩ về việc huyết hải chi chủ. Vũ trụ khuyết trương sẽ kết thúc, sau đó là giai đoạn co lại. Như vậy, tuyệt địa chi chủ chọn xuất thế vào thời điểm này, khẳng định thời điểm này có cơ duyên to lớn với bọn họ khẳng định là trường sinh chân chính ở dương gian chân tướng khó kiếm nhưng mà đi âm phủ nói không chừng sẽ có thu hoạch lang hàn quyết định đi âm phủ đây là chuyện hắn đã quyết định từ lâu hắn còn không có xuất phát tứ nguyên tinh đã nghênh đón tin tức tốt lâm lạc chu hằng sở hạo liên tục đột phá thánh vị tứ nguyên tinh lại gia tăng thực lực hiện tại chỉ lấy lực lượng thánh cấp cho dù là đế tộc cũng không có cách nào so sánh với tứ nguyên tinh lang hàn hết sức vui mừng thánh nhân càng nhiều tứ nguyên tinh càng an toàn. Hắn yên tâm xuất phát, bắt đầu tìm kiếm lối vào âm phủ. Lần này, Tiểu Thanh Long, Đại Hắc Cầu đều yêu cầu đồng hành, đã thành thánh nhân, nếu không đi ra ngoài giả trang bức, chẳng phải mặc áo gấm đi đêm. Việc này không phù hợp với tính cách của bọn họ, cũng được, Lăng Hàn và Tiểu Thanh Long, Đại Hắc Cẩu đi ra ngoài, đương nhiên sắc trư sẽ không tham dự loại chuyện này, nó càng ưa thích lẫn vào trong các mỹ nữ, có thể lười thế nào thì lười. Nhưng mà, lối vào âm phủ ở đâu? Hiện tại cách cục dương gian đã rối loạn, khu vực bị âm phủ hóa quá nhiều, cho dù là thánh nhân cũng không cách nào cảm giác được tình huống nơi đó, chẳng khác gì con ruồi sông loạn. Trước đó không quan trọng, ngược lại đi tới đâu cũng là đánh, căn bản không cần lựa chọn vị trí, nhưng bây giờ thì khác, bọn họ cần định vị mới có thể tiến vào âm phủ. Thế là, ba người bắt đầu tìm kiếm. Sau khi tìm gần nửa năm, thời điểm nhàm chán tới cực điểm, ba người chỉ có thể dùng miệng chiến với nhau. Ở phương diện này, vẫn là đại hắc cầu ký cao hơn một bậc, một mình nó có thể ngang hàng với miệng của Lăng Hàn cùng Tiểu Thanh Long. Vạn cổ đệ nhất tiện thánh, danh xứng với thực, a à, Lăng Hàn sướng sờ, hắn cảm ứng được có khí tức sinh mệnh chấn động. Chẳng lẽ, hắn phát hiện một chỗ tuyệt địa, là đế tộc phản loạn thường ra, hỏa vân đế tộc hay sao? Thật nếu gặp phải, nhân cơ hội này phát tài cũng tốt. Ba người này phối hợp ăn ý cỡ nào, sau khi liếc nhìn nhau, căn bản không cần phải nói nửa câu, tất cả đều thu liếm khí tức, sau đó đi theo chấn động sinh mệnh kia. Phía trước xuất hiện một viên tinh cầu màu đỏ tím, đột nhiên Lăng Hàn sinh ra một cỗ cảm giác quen thuộc, giống như đã từng tới nơi này. Bọn họ xuyên phá bảo hộ bên ngoài tinh cầu, đi vào bên trong. Ách, Lăng Hàn nhận ra được, đây là Chiến Thần Cung, trời xui đất khiến, lối vào âm phủ không có tìm được, ngược lại tìm được Chiến Thần Cung. Đặt ở trước kia, vị trí tinh cầu Chiến Thần Cung bị sương mù bao quanh, cho dù là đế tộc cũng không cách nào tìm ra, nhưng bây giờ không cần chiến thần cung đã tỏ rõ cờ xí bọn chúng thuộc về một trong các tuyệt địa cho nên sau khi tinh không bị âm phủ hóa bọn họ không cần tiếp tục ẩn giấu ai dám xông vào khu vực âm phủ hóa làm khó dễ với chiến thần cung chứ lại nói nơi này cực kỳ khó tìm đây là thiên ý lang hàn cười nói tiểu hàn tử lần trước trang bước thất bại lần này nhất định phải thành đại hắc cầu lập tức nói đúng trang bước trọng yếu nhất tiểu thanh long cũng gật đầu lang hàn đổ mồ hôi lạnh vì cái gì hai người này coi trọng trang bức như vậy đâu nhân sinh trừ trang bức ra chẳng lẽ không có truy cầu nào khác được rồi bọn họ thích sống thế nào thì sống không phải là cầu sinh và long sinh theo bọn họ đi ba người tiến lên sau đó hình dáng tướng mạo cũng phát sinh biến hóa chỉ ít liếc mắt nhìn sẽ không nhận ra thân phận của bọn họ lăng hàn xe nhẹ đường quen mang theo tiểu thanh long cùng đại hắc cầu đi tới huyết tháp đây là truyền thừa tháp của chiến thần cung Trường 5173, quét ngang, ba người lăng hàn đi ngang qua, tránh khỏi tất cả trạm gác và lúc này mới hiện thân. Một phương diện cũng bởi vì chiến thần cung hiện tại hoàn toàn không có ý phòng ngự chặt chẽ, hiện tại nơi này còn có thể xuất hiện ngoại địch sao. Cho nên, phòng ngự cũng lỏng lẻo các ngươi là người nào, trong truyền thừa huyết tháp vẫn có cường giả tỏa chấn, phát hiện ba người lăng hàn thì lập tức mở miệng chất vấn. Đám hung thủ giết người các ngươi, hôm nay ra cũng tìm được các ngươi. Đại Hắc cầu giận dữ giống như bị giết phụ thân. Ba huynh đệ chúng ta sống cùng một nhà, thương cảm, khi đó phụ thân của chúng ta chỉ có ba tuổi đã bị các ngươi chém giết thê thảm. Cường giả đối diện ngây người, gương mặt của hắn ngơ ngác. Thời điểm sinh ra các ngươi, phụ thân các ngươi mới ba tuổi. Vậy ba người các ngươi sinh ra thế nào? Chức năng này quá cường đại, lời nói dối quá nát, chớ có nói hưu nói vượt, rốt cuộc các ngươi là ai? Cường giả kia nói, hắn chính là một tên tôn giả. Ra là hồ đại, đây là nhị đệ hồ nhị, đây là tam đệ hồ tam. Đại hắc cầu phân biệt chỉ vào Lăng hàn và tiểu thanh long. Các ngươi giết cả nhà ra, hôm nay ba huynh đệ ra muốn diệt toàn bộ các ngươi. Thấy đại hắc cầu liên tục cường điệu, gã cường giả kia không chắc chắn. Ba người này thật sự tới báo thù, dù sao chiến thần cung trước đó giết chóc vô số, có nhiều kẻ thù cũng là việc đương nhiên. Nhưng mà, có thể tìm tới cửa, nói rõ ba người đối phương vẫn có chút thực lực. Xeo, lúc này, có người vừa bước ra khỏi huyết tháp, chính là một nam tử trung niên khoảng 40, nhìn bề ngoài xấu xí, cũng không có điểm gì thu hút người khác. Nhưng mà, hắn lại là hóa linh chân quân, dương thập tứ, giết bọn chúng, tên tôn giả phân phó. Người đàn ông trung niên kia không hỏi lai lịch ba người lăng hàn, thân thể của hắn ẩn vào trong bóng tối. Quỷ ảnh bộ, xoát, đột nhiên hắn xuất hiện sau lưng đại hắc cẩu, sau đó một kiếm chém nhanh vào cổ đại hắc cẩu. Kiếm quang hết sức tàn nhẫn. Đại hắc cầu giả bộ như luống cuống tay chân kịch chiến với nam tử trung niên kia, cố gắng duy trì cục diện ngang tay. Thánh nhân muốn ngụy trang, chẳng lẽ tôn giả có thể nhìn rõ? Bởi vậy, tên tôn giả thủ hộ huyết tháp cười lạnh, chỉ có chút thực lực như vậy mà dám tới chiến thần cung trả thù. Đi theo phụ thân các ngươi đi, nhưng mà, nghĩ đến đại hắc cầu nói phụ thân ba tuổi chết đi, hắn lại bắt đầu nhe răng, ba tuổi có thể dùng được. Đại hắc cầu rất khó khăn mới đánh bại nam tử trung niên kia, sau đó, nó cao ngạo nói còn có ai, còn có ai, ra muốn đánh với 10 người. Nhìn ngươi đắc ý, lúc này chiến thần cung có thật nhiều sát thủ chạy tới, dù sao động tính cũng không nhỏ. Tên tôn giả kia còn muốn ra tay bắt lấy ba người lăng hàn, nhưng hiếm khi có cao thủ hóa linh cảnh xuất hiện, hắn quyết định không xuất thủ, bồi dưỡng khả năng thực chiến của các đệ tử một lần. Chỉ cần có hắn ở đây, không có khả năng chết người. Bởi vậy, lập tức lại có một tên sát thủ đứng dậy, mặc dù cùng là hóa linh cảnh nhưng thực lực lại cao hơn tên trước một đoạn để cho ta tới, tiểu thanh long đoạt trước, không nên tranh với ra. Đại hắc cẩu vội vàng chặn tiểu thanh long ở sau lưng, hiện tại cơ hội trang bức ít như vậy, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Ta đến, ta đến, hai tên ra hỏa tranh nhau không ngớt, làm cho tên sát thủ kia giận dữ, các ngươi cũng quá xem thường ta sao. Hắn lặng lẽ lẩn vào trong bóng tối, muốn thừa cơ đánh lén. Xoát, sát thủ kia hiện thân và xuất ra một kiếm. Một kiếm này mặc dù chém về phía đại hắc cẩu, nhưng thế lớn lực mãnh nói rõ muốn chém ngang lưng đại hắc cẩu sau đó cũng xử lý cả tiểu thanh long cút tiểu thanh long cùng đại hắc cẩu đồng thời ra quyền đánh vào sát thủ kia trên mặt banh sát thủ kia lập tức lảo đảo lui lại dưới chân bồng bềnh giống như hát say như vậy các ngươi thật hèn hạ hắn ngã xuống mặt mũi đầy bi phẫn bọn họ gãi lộn cái rắm rõ ràng còn xem đây là mồi nhừ quá hèn hạ quá vô sỉ, đại hắc cẩu cùng tiểu thanh long thì cười hì hì cười dáng dấp đề tiện hiện ra. Lăng Hàn dùng tay che mặt, nếu lão Thanh Long phục sinh, nhìn thấy con độc nhất của mình thì hắn có hối hận vì lưu đứa con này tới bây giờ hay không? Nhưng bọn họ hèn hạ làm đám sát thủ giận dữ, vù vù, có hai người cùng nhau lao ra và ẩn vào trong bóng tối. Sau đó, bọn họ cũng nhau giết tới, lúc này đều xuất hiện sau lưng Lăng Hàn. Đúng là xuất kỳ bất ý, nhưng nghênh đón bọn họ lại là một quyền của Lăng Hàn. Bang, cũng không đánh vào ngực của bọn họ, nhưng mang theo quyền phong quá kinh khủng hai người bị đánh bay đi ra ngoài sau đó hôn mê trên mặt đất tên cường giả tôn giả nhíu mày tình huống có chút không đúng vừa rồi lăng hàn xuất thủ hắn phát hiện chính mình lại không có cơ hội nhúng tay đối phương vung tay đánh ngã hai người toàn bộ quá trình một mạch mà thành hắn có cơ hội nhúng tay hay sao t đây đúng là việc cổ quái cùng tiến lên hắn phân phó lập tức tất cả sát thủ đều trốn vào bóng tối cũng xuất hiện sau lưng ba người lăng hàn bọn họ mới phát hiện đã phát động một kích tuyệt mệnh. Nhưng trước mặt ba người lăng hàn, việc này tính là gì? Hết lần này tới lần khác đại hắc cầu còn hô to gọi nhỏ. Thật mạnh, kém chút đả thương nặng ra. Ôi chao, một kiếm này thật lăng lệ, kém chút gọt chúng chân ra. Khốn kiếp, tên hỗn đản nào lại dám đâm vào mông ra. Bọn sát thủ đều im lặng, bọn họ công kích cách ra hỏa này cả vạn dặm, cần hô hoán như thế không? Tại sao có thể có người hèn hạ như vậy? Rõ ràng ngươi dư lực, tại sao còn giả vờ giả Việt chứ? Ba người lăng hàn hơi dùng sức, tất cả sát thủ đều ngã xuống đất. Các người tới từ nơi nào? Tên tôn giả ngồi không yên, hắn hiện thân ra khỏi huyết tháp, đồng thời, hắn còn phát ra tín hiệu triệu tập những cường giả khác tới đây. Thậm chí, hắn cũng thông chi cho sát thánh, hắn luôn cảm thấy ba người này cổ quái. Ra đến báo thù, đại hắc cẩu vọt ra, hắn lao về phía tên tôn giả. Hừ, tên tôn giả cười lạnh, hắn xuất trưởng tấn công đại hắc cẩu đại hắc cầu kêu to, hắn kịch chiến với tên tôn giả. Người càng nhiều, dục vọng biểu diễn của nó càng mạnh, đã không cách nào dừng lại được. Hiu hiu hiu, càng nhiều tôn giả đến, phát hiện đại hắc cầu có thể ngang hàng tôn giả thì mọi người kinh ngạc. Ba tên cường giả này xuất hiện từ đâu? Đại hắc cầu phí rất nhiều tay chân mới đánh bại đối thủ. Hắn cười ha ha, dương dương đắc ý không ai bị nổi. Chiến thần cung, hôm nay ra muốn tiêu diệt các ngươi. Quá phách lối một tên sát tôn nhịn không được xuất thủ, hắn còn mạnh hơn tên tôn giả kia một chút, hơn nữa dùng đao dày, lúc chém ngang vô cùng bá khí. Lão hổ không phát huy, người còn tưởng rằng ra là thằn lằn. Đại hắc cầu tăng cường công kích, nó nhanh chóng đánh chết tên sát tôn. Cái này, người chiến thần cung đều khiếp sợ, ba người này đến không thiện. chương năm 1174, đệ nhất tiện thánh. Tiểu thanh long phi thường khó chịu, đại lão hắc luôn luôn biến đổi biện pháp kéo mình vào. Tiện cầu, hắn nói thầm bọn họ bên này vô cùng nhẹ nhàng chiến thần cung bên kia gà bay chó chạy quá mạnh đây chỉ là một người trong đó nếu ba người đều mạnh như vậy may mắn cũng mời lão sát thánh tới còn có ai đại hắc cầu hét to cho dù nó đã biến thành hình người nhưng vẫn không thoát khỏi khí chất bị ổi hư dám chạy đến chiến thần cung chúng ta phách lối đúng là to gan lớn mật lại một tên tôn giả xuất thủ hắn xông lên chém giết đại hắc cầu một trưởng mang theo hắc vụ ngập trời nhìn thấy người này xuất thủ, tất cả mọi người đều yên tâm. Đây chính là một trong ba đại cung chủ một bộ của bọn họ. Chiến thần cung cũng không có cung chủ, vị lão sát thánh tự cho mình là thái thượng trưởng lão, vị trí cung chủ vẫn để chống, không phải lần này, mà là các đời đều như thế. Cho nên, có thể trở thành cung chủ một bộ, đương nhiên rất châu bò. Đại hắc cầu xuất ra một cước, banh, tên cung chủ một bộ bị nó đá nát, hóa thành mưa máu đầy trời. Cái này, người chiến thần cung đều kinh hãi, một cước đá nát tôn giả bát tinh. Đây là tôn giả có thể làm được sao? Thánh nhân, bọn họ run rẩy nói. Lăng Hàn bĩu môi, những người này cô lậu quả văn, phải biết hắn ở tứ cực cảnh đã có thể đá nát thánh nhân. Nhưng bởi vì bọn họ vô tri, cho nên lại đoán đúng. Đại Hắc Cầu cười ha ha, không sai, ra chính là thánh nhân. Trên đời này có thánh nhân mang khí chất đề tiện như vậy sao? Người chiến thần cung đưa mắt nhìn nhau, bọn họ vẫn không thể tin được loại gia hỏa bị ổi này có thể thành thánh, vì cái gì bọn họ không thể thành thánh. Đại hắc cầu giận tím mặt, ánh mắt của các ngươi có ý gì, cầu ra đánh nổ các ngươi, lão hắc không thể nhịn, đám người này nhìn nó như kẻ biến thái. Nó đề tiện sao, hắn gào to và giết đi ra ngoài, ngay sau đó nó lao đi khắp nơi. Tiểu thanh long cười trên nỗi đau của người khác, ngươi không biết mình biến thái cỡ nào, trong nội tâm ngươi không định vị mình mấy tinh sao. Tức chết cầu ra, đại hắc cầu không ngừng oanh sát kẻ địch việc này càng làm người chiến thần cung bi phẫn rõ ràng bọn họ mới là người bị hại người căn bản không tổn thất chút nào vì cái gì còn làm ra dáng vẻ bị hãm hại không có ai khi dễ người khác như vậy bọn họ muốn liều mạng nhưng bọn họ không am hiểu đối kháng chính diện hơn nữa tranh lệch cảnh giới quá lớn xông lên chỉ biến thành tặng phẩm đại hắc cẩu đang giết thống khoái xoát, chỉ thấy một đạo hào quang xuất hiện sau lưng nó một kích chém xuống rất nhanh một kích này muốn chém đứt cổ đại hắc cẩu ha ha Đúng là tinh nghịch, đại hắc cầu xoay người thật nhanh, sau đó xuất ra một trưởng ngăn cản công kích. Bành, một kích qua đi, đạo hào quang kia vỡ nát, sau đó mới nhìn rõ đó là một thanh niên, trong tay cầm một thanh kiếm. Trên mặt của hắn lộ ra thần sắc khiếp sợ, dường như kỳ quái một kích vừa rồi không thành công. Thiếu chủ, nhìn thấy thanh niên này tới, tất cả mọi người chiến thần cung đều hô to, dường như rất hưng phấn. Bọn họ biết rõ lão sát thánh lập một cái thiếu cung chủ, người đã từng gặp qua người trẻ tuổi kia nhưng tuyệt đối không ngờ rằng người trẻ tuổi này đã trở thành thánh nhân. Khó trách được lão sát thánh xem trọng, để bạt làm thiếu cung chủ. Trước đó bọn họ đúng là không phục, chỉ bởi vì quyền uy của lão sát thánh, bọn họ mới không dám phản đối, nhưng bây giờ, bọn họ tâm phục khẩu phục. Hơn nữa, tại trong lúc nguy nan trước mắt, thiếu cung chủ đứng ra cứu vớt bọn họ trong nước lửa. Ý nghĩ của bọn họ còn chưa biến mất, vị đại anh hùng của bọn họ đã bị đại hắc cầu đè đánh, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Cái này thiếu chủ của bọn họ rất mạnh, nhưng lại không mạnh bằng tên biến thái kia. Ông, sát khí đáng sợ bao phủ, chỉ thấy một lão giả đi ra từ từ, trong tay cầm hai thanh dao găm, một đen một trắng, trên người tỏa ra khí tức cường đại, vô cùng kinh khủng. Đây là lão sát thánh của chiến thần cung, hai cây dao găm là thánh khí của chiến thần cung, truyền lại từ viễn cổ, được thánh nhân thao túng sẽ phát huy ra uy năng thập ngũ tinh. Cho đến lúc này, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Lão sát thánh chính là định hải thần châm của bọn họ, có lão nhân ra ra mặt chuyện gì cũng có thể giải quyết các ngươi là ai ánh mắt lão sát thánh nhìn lên thân ba người lăng hàn nhưng có diễn hồn thuật bao phủ hắn không nhìn ra chút đầu mối nào dù sao ba người lăng hàn cũng là thánh nhân thánh nhân thân nạp quy tắc đồng hóa cùng thiên địa không muốn người khác nhìn thấu thì không ai có thể nhìn thấu trừ phi có nhãn thuật đại hắc cầu dẫm lên đầu tên thiếu chủ nó ngạo nghễ nói ra họ cầu tên đại nhân a à, không phải ngươi nói ngươi lúc trước là hồ đại sao quả thực chính là nói bậy. Còn nữa, cầu đại nhân, cầu đại nhân, người chiến thần cung nhìn nhau, chưa từng gặp qua kẻ nào tự nhận mình là chó cả. T, có thánh nhân vô sỉ như thế không? Thực lực của đại hắc cầu không có làm bọn họ cả kinh nhưng lực lượng vô sỉ lại làm bọn họ phải bái phục. Lão sát thánh hử nhẹ một tiếng, nói, ít giả ngây giả dại, nếu là thánh nhân, sao không tự trọng thân phận? Thánh nhân đấy, trong quá khứ chính là tồn tại vô địch, cho dù đi tới đế tộc cũng có thể đạt được đãi ngộ cao cấp nhất nhưng thánh nhân trước mặt quá vô sỉ, không biết xấu hổ. Lăng Hàn cười nhạt, chiến thần cung các ngươi không phải vẫn truy sát ta sao? Hiện tại ta đến rồi, ân, có ý gì? Tất cả mọi người nhìn Lăng Hàn, ra hỏa này đột nhiên lên tiếng, lại nói ra lời làm bọn họ không hiểu. Đại Hắc Cầu cười ha ha, chiến thần cung các ngươi có danh sát tất sát, các ngươi không nhớ là ai sao? Lăng Hàn, lập tức, thật nhiều người kêu lên, không sai, đây chính là tiểu hàn tử đại hắc cầu hiện ra chân dung đồ lót sắt là chiêu bài của nó thứ này tỏa sáng lấp lánh hiện tại nó đã đổi thành thánh liệu truy cầu trung cực của nó chính là mẫu kim mẫu kim tạo thành đồ lót trên đời này chỉ có một cái khi đó uy danh của đại lão hắc sẽ truyền sướng thiên hạ vĩnh viễn đại đế sẽ hóa đạo nhưng đế binh vĩnh tồn đương nhiên nó sẽ sớm bị lăng hàn cùng tiểu thanh long ghét bỏ với tiện pháp của nó thì cần gì đồ lót đế binh hiện tại nó đã tiện nhất thiên hạ rồi đại hắc cầu hóa thành nguyên hình, tiểu thanh long cũng giống như thế, chỉ có lăng hàn không có biến về như cũ. Hắn cười nhạt một tiếng, bộ dáng thay đổi dần, lần này, lão sát thánh cũng biến thành thận trọng, trong tư liệu có được, lăng hàn chính là thiên kiêu đứng đầu vạn cổ, một khi loại thiên tài này thành thánh, thực lực sẽ khủng bố cỡ nào. Chiến thần cung cấp bậc tương đối thấp, cho nên bao quát lão sát thánh, cũng không ai tìm hiểu chiến tích trói lọi nhất của lăng hàn gần đây, ngay cả đại đế xuất thủ cũng nhìn hắn bỏ chạy. Nếu bọn họ biết rõ, có lẽ hiện tại đã run rẩy và hoảng loạn. Chương 5175, vơ vét, bởi vì không biết không sợ, nguyên nhân không biết chiến tích khủng bố của Lăng Hàn, cho nên người chiến thần cung đều tràn ngập lòng tin. Có lão sát thánh tỏa chấn, tâm thần bọn họ rất ổn định. Ha ha, ngươi lại dám chủ động chạy tới chịu chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Lão sát thánh chỉ có chiến lực bát tinh, nhưng phối hợp với hai thanh thánh khí, chiến lực của hắn sẽ tăng lên thập bát tinh, chẳng lẽ còn giải quyết không được ba thánh nhân mới lên cấp hay sao? Chắc chắn là mới lên cấp, người mới bao nhiêu tuổi. Những người này tràn ngập lòng tin, ngồi đợi ba người lăng hàn bị chém giết. Lão sát thánh hết sức bất mãn, thiếu cung chủ thế chính là người hư không đế tộc đưa tới, chính là một tên tộc nhân của ngũ gia, bây giờ hắn bị tiện cầu kia dẫm dưới chân, ngũ gia sẽ nhìn hắn như thế nào? Hắn còn trông cậy vào tuyệt địa chi chủ nhận được cơ duyên nghịch thiên, sau đó có thể phân cho hắn một chút xíu, chỉ ít cũng có thể đột phá thánh nhân cửu tinh, đứng ở thánh nhân đỉnh phong, khi đó hắn rất hài lòng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Các ngươi đều đáng chết, lão sát thánh nói, hai thanh đao trong tay sáng lên. Lăng hàn ngoác ngoác ngón tay, tới, xoát, lão sát thánh chém một cái, hắn đã xuất hiện trước người lăng hàn, đột nhiên hắn lại biến mất. Quỷ ảnh bộ, đây mới là tinh túy của quỷ ảnh bộ, vô ảnh vô hình, cũng chỉ có thái thượng trưởng lão mới có thể nắm giữ quỷ ảnh bộ cao cấp như thế mọi người nhìn mà than thở mọi người đều học quỷ ảnh bộ nhưng người so với người tức chết người lăng hàn cười một tiếng hắn cũng biến mất quỷ quỷ ảnh bộ mọi người kinh ngạc lăng hàn cũng biết quỷ ảnh bộ chẳng lẽ là người mình bành chỉ thấy một bóng người bị đánh bay ra khỏi bóng tối thân hình lảo đảo không phải lăng hàn mà là lão sát thánh làm sao có thể tất cả mọi người chấn kinh đến ra đầu tê dại đây chính là lão sát thánh đấy hắn đã đắm chìm trong quỷ ảnh bộ bao nhiêu năm nhưng hai bên đều biết quỷ ảnh bộ, lão sát thánh không địch lại Lăng Hàn. Trời, Lăng Hàn cũng hiện thân và hắn xuất quyền tấn công lão sát thánh. Bang, 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 hắn không ngừng oanh kích, lão sát thánh không có sức hoàn thủ, chỉ có thể bị động chịu đòn. Tất cả mọi người cảm thấy tuyệt vọng, nhưng trong tuyệt cảnh như thế, bọn họ chẳng những không cầu xin tha thứ, ngược lại còn tỏa ra sát khí cuồn cuộn. Bởi vì thời điểm bọn họ mới vào chiến thần cung đã bị tẩy não trong huyết tháp, chứ giết chóc ra đã không còn tình cảm nào khác lăng hàn lắc đầu một ý niệm quét qua bành 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 chỉ thấy tất cả mọi người ngã xuống đất sau đó khi thức đoạn việt hiện tại chỉ còn lại lão sát thánh và tên thiếu cung chủ còn chưa chết lão sát thánh nhìn lăng hàn hắn cắn răng nói ngươi không nên đắc ý chiến thần cung là thế lực của hư không đế tộc chỉ cần đế tộc không diệt chiến thần cung sẽ tái hiện lăng hàn cười một tiếng ta sẽ tiêu diệt đế tộc khẩu khí thật lớn Tên thiếu cung chủ mở miệng, ngươi biết đế tộc ý nghĩa như thế nào không? Ngũ gia chúng ta không phải là đế tộc chỉ có đế binh, mà là đế tộc chân chính có đại đế chân giữ. Trên mặt hắn mang theo kiêu ngạo, nói đến hai chữ ngũ gia, cảm giác kiêu ngạo tới từ xương cốt. Ba, đại hắc cầu dùng sức đạp đầu tên thiếu cung chủ xuống đất. Các ngươi thật quá mức, tên thiếu cung chủ rút đầu ra, tóc tài bù xù, nguyên nhân thánh nhân thể phách cường hoành, hắn cũng không bị tổn thương, nhưng bị người ta đối đãi như thế, hắn không còn mặt mũi gặp người. Đại hắc cầu cười hì hì, nó nói với Lăng Hàn. Xem ra, gia hỏa này đã ở ẩn thời gian rất lâu rồi, thế mà không biết tiểu hàn tử ngươi là ai. Nếu người này có tin tức linh thông, quả quyết sẽ không cuồng ngạo như vậy. Với thiên phú yêu nghiệt của Lăng Hàn, ngay cả tuyệt địa chi chủ cũng không tiếc xuất thủ, muốn thừa dịp Lăng Hàn còn chưa thành đế gạt bỏ hắn, có thể thấy được Lăng Hàn uy hiếp lớn đến bao nhiêu. Lăng Hàn lắc đầu, thời điểm chưa thành thánh, hắn luôn muốn quét ngang chiến thần cung, nhưng mà, chờ hắn thật sự làm được lại cảm thấy tẻ nhạt. Bởi vì hắn hiện tại quá mạnh, cảm giác như đang khi dễ người khác. Nhưng mà, hắn cũng không có khả năng thả chiến thần cung, dù sao cũng là thế lực xú danh vang xa, người người có thể chu diệt. Lăng Hàn búng tay một cái, ba, ba, lão sát thánh và thiếu cung chủ bị đánh nát đầu, thức hải vỡ vụn, chết rất triệt đề. Ai, không có trang bước xong, đại hắc cẩu vẫn chưa thỏa mãn, thời điểm này âm phủ tới quá nhanh, nếu không hiện tại nó đã thành thánh, nó có thể trang bức khắp thiên hạ. Như áo gấm đi đêm, tiểu thanh long cũng cảm thán, đi, tìm tài sản của chiến thần cung. Lăng Hàn nói, lập tức, đại hắc cầu cùng tiểu thanh long hưng phấn, trừ trang bức, bọn chúng thích nhất đi xét nhà của đối thủ. Nhưng mà, sau khi bọn họ vơ vét kho của chiến thần cung, bọn họ cảm thấy thất vọng. Phải biết, chiến thần cung tồn tại vô số năm tháng, dùng giết người làm sản nghiệp, không ngừng vơ vét tài sản, bọn họ chỉ yếu hơn thường ra. Nhưng mà, ba người lang hàn lại thu hoạch ít đến thương cảm. Cho dù chiến thần cung muốn bồi dưỡng người mới, tiêu hao không lớn hay sao? Có lẽ đã bị hư không đế tộc lấy đi. Lăng Hàn phỏng đoán, tên thiếu cung chủ này là người ngũ gia, nếu ngũ gia đã ra tay, bọn họ lấy sạch tích lũy của chiến thần cung cũng không kỳ quái. Dù sao, mục đích tồn tại của chiến thần cung chính là phục vụ ngũ gia. Ai, thật vất vả nắm lấy thế lực nội tình thâm hậu, nhưng thu hoạch lại quá nhỏ bé, thật sự làm người ta không cam lòng. Đại hắc cẩu oán hận nói, đi, chúng ta đi hư không đế tộc, tiểu thanh long kêu gào, lăng hàn cùng đại hắc cẩu không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào nó. Ách, các ngươi nhìn long ra như vậy làm gì, tại sao ta có cảm giác cái nhìn có ngớ ngẩn. Tiểu thanh long khó chịu nói, hắc hắc, muốn đi hư không đế tộc, ngươi có thể tự tiện, chúng ta không phụng bồi, chờ 18 năm sau, chúng ta sẽ đi nhặt xác cho ngươi, nếu như đến lúc đó ngươi còn có thi thể. Đại hắc cẩu nói. Tiểu Thanh Long rất muốn cậy mạnh một lần, nhưng mà, đi địa phương có đại đế chân giữ, nó còn sống trở về hay sao? Lúc trước Lăng Hàn có thể giết ra khỏi Phật thổ là vì A Hàm Phật chỉ thức tỉnh đế binh mà thôi. Nếu đại đế thật sự quyết tâm, có ai may mắn thoát khỏi? Chỉ sợ cũng chỉ có yêu nghiệt như Lăng Hàn mà thôi, nhưng cả thiên hạ cũng chỉ có một Lăng Hàn. Được rồi, chúng ta nên đi âm phủ. Tiểu Thanh Long tự tìm bậc thang cho mình, bọn họ tiếp tục xuất phát, đi khắp thiên hạ tìm lối vào âm phủ. Kỳ thật ở Dương Gian có thật nhiều lối vào âm phủ, khác biệt ở chỗ lớn hay nhỏ, xuất hiện tại vị trí nào của âm phủ. Lối vào lớn nhất nằm ở Sơn Hải Thiên, lúc ấy âm hồn xâm lấn quy mô lớn nhất nằm tại đó. Nhưng mà, bây giờ muốn tìm Sơn Hải Thiên cũng không phải một chuyện dễ dàng, phần lớn tinh cầu đều bị âm phủ hóa, không thuộc về Dương Gian, như vậy, cho dù thân nạp quy tắc, thánh nhân cũng không cách nào cảm giác được. Nguyên nhân quy tắc khác nhau, bỏ ra thời gian 17 năm, ba người Lăng đã tìm được Sơn Hải Thiên. Chương 5176, cung điện đại đế trong âm phủ. Sơn Hải Thiên lúc này vẫn có rất nhiều âm hồn ra vào. Dường như đây là đại bản doanh của âm phủ, vô số âm hồn tiến vào Dương Gian, sau đó đi tới tiền tuyến, chúng có tác dụng đồng hóa Dương Gian. Đây chính là tác dụng duy nhất của chúng, chân chính thúc đẩy chính là Khô Lâu Thánh binh, ngay cả âm thánh cũng chỉ có một ít tác dụng mà thôi. Chúng ta tới đại náo một trận." Lang Hàn cười nói, "Tốt, ba người cùng nhau giết ra." uy thế thánh nhân không chút ẩn giấu, bọn họ như hào quang trong bóng tối, sinh mệnh chi hỏa cũng là thánh hỏa. Oanh, ba người vừa đến, âm hồn đều hóa thành khí thể, trong nháy mắt đã biến mất vô tung. Bọn họ không có gặp được chống cự ra dáng, khô lâu thánh binh đều ở tiền tuyến, trong đó có âm thánh tỏa chấn nhưng làm sao có thể ngăn cản ba người lang hàn. Chỉ mất gần nửa ngày, Sơn Hải Thiên đã chống không. Ai, nếu mấy trăm năm trước chúng ta có thực lực như vậy thì tốt rồi. Đại Hắc Cầu cảm thán nói ra, như thế, bước đầu tiên âm hồn xâm lấn sẽ không thể phát động. Lăng Hàn lắc đầu, nếu thật là như thế, có lẽ khô lâu thánh binh, tuyệt địa chi chủ sẽ xuất hiện từ sớm. Dù Lăng Hàn hiện tại có thể ngang hàng thậm chí san bằng khô lâu thánh binh thì như thế nào, tuyệt địa chi chủ mới là căn nguyên. Vấn đề là, những kẻ này đều là đại đế, từng người chấn áp thời đại, trở thành tồn tại mạnh nhất thời đại, có ai là đối thủ của bọn họ. Đi thôi, ba người thông qua Sơn Hải thiên tiến vào âm phủ trước khi dương gian bị âm phủ hóa đám người lăng hàn tiến vào âm phủ tương đối sớm cho nên hiện tại cũng không có cảm giác khác biệt quá lớn vẫn có khác biệt lăng hàn phát hiện nơi này cũng có quy tắc tồn tại nhưng mà hắn không thể hiểu được càng không cách nào vận dụng đây là quy tắc mặt trái nếu như hắn muốn nắm giữ quy tắc của nơi này hắn cần phải từ bỏ quy tắc dương gian hai chỉ có thể chọn một không có khả năng đều chiếm được lăng hàn từ bỏ ý nghĩ tu luyện quy tắc âm phủ hắn và đại hắc cẩu Tiểu Thanh Long như con ruồi bay trong biển rộng, Âm phủ khác với Dương Gian, không có tình cầu, nơi này là Đại Lục Minh Mông chân chính. Sau khi đi thật lâu, ba người Lang Hàn quyết định chia ra hành động. Âm phủ quá lớn, làm sao liên hệ? Mệnh Bài có phát hiện cứ giết con ruồi, con muỗi, pháp khí không gian có thể thu nạp sinh mệnh rất ít, nhưng cũng không phải khó có được. Nếu chỉ thu nhận con ruồi, con muỗi, thiểu tốn bao nhiêu không gian? Ba người tách ra, cũng đi các hướng khác nhau. Lang Hàn phát động Phượng Dực Thiên Tường hắn đi không hề cố kỵ giết hỏa rực quét qua bất kỳ âm hồn nào cũng hóa thành cho tàn nhưng nơi này chính là âm phủ đánh giết âm hồn cũng không nhận được thiên địa ban thường lang hàn hiện tại cũng chướng mắt phần thưởng nhỏ bé đó hắn lao đi nhưng không phát hiện cái gì hắn cũng muốn nhìn xem âm phủ có điểm cuối hay không nơi này có vực sâu nguyên thủy đối ứng hay không hắn còn ôm một mục đích chính là muốn tìm được một hai gốc đại dược thánh cấp có thể giúp hắn nhanh chóng tăng lên tu vi nhưng mà 30 năm qua đi, hắn không thu được cái gì. A, à, hắn sững sờ, phía trước xuất hiện một tòa cung điện. Âm phủ xuất hiện kiến trúc, chí ít trong nhiều lần tiến vào âm phủ như vậy, Lăng Hàn chưa từng phát hiện trong âm phủ có kiến trúc. Bọn họ chỉ là hồn thể, lại không có nhục thân, cần ăn uống ngủ nghỉ sao? Lăng Hàn hơi suy nghĩ, cảm thấy mình có thể phát hiện ra cái gì đó. Hắn cẩn thận tiến lên, lo lắng trong đó có tồn tại đáng sợ. Bây giờ đại đế chết đi cũng xuất hiện thánh nhân thật sự không an toàn. Hắn cảm ứng một lần, nhưng trong cung điện không có khí tức sinh mệnh. Ách, những tuyệt địa chi chủ kia là người hay quỷ. Lăng Hàn cũng không rõ ràng, mặc dù hắn bị truy sát nhiều lần, nhưng chưa từng mặt đối mặt chân chính. Cho nên, hắn cũng không biết, như vậy, không cảm ứng được khí tức sinh mệnh cũng không thể chủ quan. Lăng Hàn đi tới trước cung điện, chỉ thấy nơi này có một tượng đá cao tới trăm trượng mặc dù có chút thế lực dương gian dựng pho tượng ngàn trượng vạn trượng, nhưng mà tượng đá này lại khác biệt. Dường như hắn cảm thấy sinh mệnh và uy áp đáng sợ. Lăng Hàn nhìn sang, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn gặp qua người này, huyết hải chi chủ, mặc dù lúc ấy huyết hải chi chủ chỉ ngưng tụ thành gương mặt, nhưng mà lại có nhiều điểm giống với tượng đá. Hơn nữa, cả hai phát ra khí tức giống nhau, không sai, tuyệt đối chính là vị nữ đế sa đọa. Lăng Hàn nhìn tượng đá, mặc dù biết rõ đây là một vị đại đế sa đọa, nhưng cảm nhận khí tức hùng vĩ kia, hắn vẫn sinh ra kính ngưỡng chí ít đại đế là thành tựu võ đạo cao nhất hắn cần kính nể hắn đưa tay lên ngực tự hỏi nếu như mình thành tựu đại đế lúc đối mặt với cơ duyên trường sinh hắn có thể bỏ qua dụ hoặc và lưng quay về phía toàn bộ thiên hạ hay không lăng hàn trầm ngâm đây là lựa chọn khó khăn nhưng mà nếu như chỉ có mình trường sinh vậy hắn thả rằng không cần một người cô đơn sống vô số năm tháng cho dù cường đại hơn nữa tâm linh cũng tan vỡ nhưng mà nếu như người bên cạnh trường sinh thì sao? Lăng Hàn cười khổ, dụ hoặc khi đó càng lớn, cho dù là hắn cũng phải động tâm. Lăng Hàn ngồi xếp bằng minh tường, mặc dù đây chỉ là giả tưởng, nhưng lại là điểm mấu chốt, quan hệ đến tín nhiệm của Lăng Hàn, sẽ dao động căn cơ võ đạo của hắn. Suy nghĩ không thông suốt, tu luyện như thế nào? Một lúc sau, Lăng Hàn càng kiên định, sinh lão bệnh tử, quy luật của thiên địa, giống như hắn trách mắng tuyệt địa chi chủ, ai có tư cách tước đoạt quyền lực sinh tồn của người khác cầu trường sinh có thể nhưng không nên tước đoạt sinh mệnh của người khác lăng hàn mở mắt ra vào lúc này tâm linh của hắn kiên định như sắt hắn vươn người đứng dậy và đi vào cung điện sau khi đi ngang qua quảng trường rộng lớn lăng hàn tiến vào cung điện nhưng hắn lập tức phát hiện cung điện này bị phá hư rất lợi hại đường đường nơi ở của đại đế lại bị hủy hoại như thế tuyệt đối không phải năm tháng ăn mòn mà là bị người ta làm hỏng đây là việc bất khả tư nghị ai dám phá hư nơi ở của đại đế Hắn sờ soạng bức tường đổ, năm ngón tay bóp mạnh, hắn kinh ngạc phát hiện cục gạch cực kỳ rắn chắc, hắn không thể phá hư được. T, phải biết chiến lực của hắn hiện tại mạnh cỡ nào. Cho dù không cần năng lượng hủy diệt cùng đại đạo quang, chiến lực của hắn cũng có thể quét ngang thánh cấp. Oanh, trên tay hắn xuất hiện năng lượng hủy diệt cùng đại đạo quang, sau đó, âm thanh thanh thúy vang lên, rốt cục cục gạch bể nát. Lăng Hàn càng kinh ngạc, chỉ dựa vào lực phá hoại mà nói, cho dù đế binh thức tỉnh cũng không thể so sánh với hắn. Như vậy, nơi này bị ai phá hư? Một vị đại đế khác, chương năm bảy đại đế sa đoạ. Lăng Hàn đi thêm mấy bước, bỗng nhiên phát hiện trên mặt đất có mấy dòng chữ, ngay từ đầu hắn vô cùng cẩn thận, nhưng càng đi về phía sau thì càng lộn xộn. Cái này là đế ngữ, nghe nói, sau khi đột phá đại đế sẽ cảm ngộ thiên địa đại đạo, sẽ hình thành một loại ngôn ngữ đặc thù, chỉ có đại đế mới có thể nắm giữ, cho nên được gọi là đế ngữ. Lăng Hàn không hiểu đế ngữ, nhưng hắn cảm thấy kiểu chữ đại khí bằng bạc giống như có thể ngưng tụ thiên địa tinh túy, ẩn chứa sinh mệnh lực cường đại. Đây việc rất trọng yếu, cung điện đại đế bị phá hư, lại có mấy dòng chữ lưu lại, nhắc tới không phải kẻ phá hoại lưu lại thì đánh chết Lăng Hàn cũng không tin. Là một vị đại đế khác sao? Lăng Hàn vươn tay sờ vào chữ, một đạo sát ý đáng sợ ập tới giống như có đại đế đang nhìn chằm chằm vào hắn. Hừ, Lăng Hàn thủ vững tâm linh, đại đế thì như thế nào, ở phương diện ý thức, hắn cũng không sợ đại đế đứng vững trước sát khí đáng sợ trong thức hải của lăng hàn xuất hiện từng hình ảnh đây là một nữ đế phong hoa tuyệt đại chính là nàng xuất thủ phá hủy cung điện ách lăng hàn kinh ngạc nguyên nhân nữ tử này chính là tượng đá ở bên ngoài nói cách khác cung điện này đã bị nữ đế đập có ý nghĩa sao lăng hàn nhìn thấy vị nữ đế này đang do dự dường như đưa ra quyết định rất khó khăn chính vì quyết định này rất khó khăn nên nữ đế mới có thể ở bực bội xuất thủ phá hư tầm cung của mình nếu đã lựa chọn hơn nữa cũng tiến hành đến một bước này, vì sao còn do dự. Nữ đế thì thào tự hỏi, đây là tâm thái của nữ đế chuyển biến trước khi sa đọa Người có thể thành đại đế, lòng dạ khẳng định hơn người, làm sao có thể tùy tiện sa đọa Cho nên, ở trong đó khẳng định có rất nhiều việc khó hiểu. Lăng Hàn rất muốn biết rõ là vì cái gì, trường sinh. Trường sinh cũng có thể đi vực sâu nguyên thủy, mặc dù cử tử nhất sinh nhưng ít ra đạo tâm sẽ không bị tra tấn, bằng không vì dục vọng bản thân mà tiêu diệt chúng sinh trong thiên địa, đạo tâm cũng không ổn định. Cho nên, tuyệt địa chi chủ truy cầu còn vượt qua trường sinh. Hình ảnh đang lưu chuyển, nữ đế không ngừng bước đi, đến cuối cùng, sắc mặt nàng kiên quyết, lấy ngón tay làm bút và viết lên mặt đất. Nàng căn bản không vận dụng bất cứ quy tắc gì, nhưng ngón tay chạm vào, mặt đất mềm như đậu hủ, tùy tiện là có thể lưu lại vết tích. Đây mới thật sự là đại đế, lang hàn hoảng sợ, so sánh với nhau, Mặc dù tuyệt địa chi chủ trước đó cũng ra tay với hắn, nhưng uy năng hoàn toàn không thể giống nhau. Khó trách đa gia Phật nói, chân long đại đế trong vực sâu nguyên thủy có cảm giác là lạ, không hợp với thực lực đại đế chân chính. Đúng là như thế, vấn đề là, ta xem không hiểu. Lăng hàn nhìn thấy nữ đế tự hủy cung điện, lại đưa ra quyết định trọng đại, nhưng hắn lại không rõ nguyên nhân là gì. Trong hình ảnh, thời điểm nữ đế thu tay lại, nét mặt của nàng cũng bình tĩnh hơn trước, cũng không còn do dự. Dường như nàng mang tất cả tâm tình tiêu cực lưu lại trên chữ viết, cũng dung nhập vào từng câu chữ, cũng triệt để cắt đứt với tự thân. Nhưng mà, cảnh kế tiếp làm lông mày của Lăng Hàn dựng đứng. Nguyên nhân nữ đế ngồi xếp bằng xuống, sinh cơ từ trên người nàng liên tục trôi qua, cũng không lâu lắm, dung nhan tuyệt thế biến mất, biến thành một bộ thây khô. Tự sát, nhưng mà, cảnh tượng kế tiếp làm Lăng Hàn chấn kinh, thi thể nữ đế không ngừng hấp thu quy tắc âm phủ, không lâu lắm, thi thể của nàng đẩy đà trở lại. Hô, bỗng nhiên nàng mở hai mắt ra, ánh mắt như xuyên qua vô số năm tháng và nhìn thấy Lăng Hàn. T, Lăng Hàn lui lại vài bước, hắn cảm thấy con mắt đau đớn giống như bị mù. Đây chính là đại đế, cho dù cách xa vô số năm tháng còn có thể tạo thành đả kích như vậy. Lăng Hàn lấy lại bình tĩnh, một lát sau, thị giác của hắn khôi phục bình thường, nhưng hắn vẫn cảm thấy đau đớn. Hắn nhớ lại một màn cuối cùng, con mắt nữ đế đã không phải là người bình thường, mà là quỷ hỏa u ám đây chính là bí mật trường sinh của tuyệt địa chi chủ hay sao? Bọn họ đã là người chết, ban đầu, đại đế hóa đạo, linh hồn sẽ bị thiên địa đồng hóa, căn bản không có khả năng xuất hiện ở âm phủ, cũng không có cơ hội đoạt xá sống lại. Nhưng mà, vị nữ đế kia dùng bí pháp biến mình thành âm hồn, hơn nữa, còn kèm theo thân thể của mình. Cho nên, chiến lược hiện tại của tuyệt địa chi chủ không thể so sánh với thời kỳ toàn thịnh, bởi vì bọn họ đều là âm hồn. Chuyện này cũng không đơn giản như vậy, trở thành âm hồn mạnh nhất, tuyệt địa chi chủ đương nhiên có thể hiệu lệnh âm phủ, nhưng mà, thánh nhân thi là cái quỷ gì? Đây cũng là tạo hóa mà tuyệt địa chi chủ đạt được tại vực sâu nguyên thủy, giao phó cho bọn họ một chút năng lực đặc thù. Lăng Hàn lại tìm, nhưng tòa cung điện này trống giống, cũng không phát hiện cái gì. Hắn rời khỏi cung điện, tiếp tục tìm kiếm cơ duyên. Đáng tiếc, âm phủ không có tiền dược hay bảo vật gia tăng tu vi, dù sao đây là vùng đất của âm hồn. Lăng Hàn cũng phát hiện một chỗ hư hư thực thực là nơi tuyệt địa chi chủ chuyển sinh, chỗ đó còn tràn ngập đế uy nhưng lại âm khí âm u khác hẳn với đế uy bình thường bây giờ không có phát hiện gì lạ lăng hàn phát tín hiệu cho tiểu thanh long cùng đại hắc cẩu ra hiệu trở về sau khi bọn họ tụ tập cũng không có rời khỏi từ sơn hải thiên có trời mới biết có tuyệt địa chi chủ canh chừng bọn họ ở đó hay không ngược lại không chỉ có một cửa ra bọn họ tìm kiếm một phen sau đó ra khỏi âm phủ lăng hàn nói ra phát hiện của mình mà đại hắc cẩu cùng tiểu thanh long cũng tìm được nơi tương tự nhưng cũng chỉ có nữ đế lưu lại cung biệt. Có khả năng do nàng là nữ tính. Hiển nhiên, 12 vị tuyệt địa chi chủ đều lột xác tại âm phủ, làm cho Lăng Hàn để ý là, tại sao là 12 tên? Chỉ có 12 tên thượng cổ đại đế lựa chọn đi đường này, hay con đường này chỉ có 12 tên đại đế đi được, hay mỗi người đều có cơ duyên? Chuyện này cũng chỉ có tuyệt địa chi chủ mới có thể biết rõ. Kỳ thật có một biện pháp, đại hát cầu vẻ mặt nghiêm túc nói. Lăng Hàn thở dài mỗi lần nhìn thấy người đứng đắn như thế, ta đều có cảm giác chẳng lành. Mặc dù biết rõ người đưa ra chủ ý tám thành không đáng tin cậy, nhưng ta vẫn muốn nghe một lần. Người cua nữ đế trong biển máu kia, chẳng phải sẽ biết tất cả hay sao? Đại Hắc Cầu cười nói, quả nhiên, vì cái gì chính mình lại ôm huyễn tưởng với tiện cầu này chứ? Hắn có thể thể đưa ra chủ ý tốt gì chứ? Tuyệt đối đều là thối tha, chủ ý này rất hay. Tiểu Thanh Long cũng ồn ào, tiểu Hàn Tử, cua nàng đi, cút. Lăng Hàn đá bay hai ra hỏa không đáng tin cậy, hắn đi về hướng Tứ Nguyên Tinh. Bọn họ trở lại Tứ Nguyên Tinh, còn chưa ngồi ấm chỗ đã nghênh đón một đám người kêu loạn. Tình huống như thế nào? Lăng Hàn nhe răng, dường như xảy ra chuyện ghê gớm. Chương 5178, chuẩn đế nhắn lại. Ba tháng trước, một vệt kim quang đột nhiên chiếu sáng tinh không, bay đi với tốc độ cực nhanh. Nữ hoàng nói, đa gia Phật, tiền dưỡng hạo và hạ hậu bình ba vị chuẩn đế đều xuất thủ, muốn thu thứ này nhưng lại không thành công. Cái gì, chuẩn đế xuất thủ cũng không thành công. Còn nữa, Hạ Hậu Bình, Lăng Hàn kinh ngạc, lại có thêm một vị chuẩn đế. Ở trước đây không lâu, ba vị chuẩn đế đều tới đây, muốn tìm ngươi, nhưng mà ngươi không ở có mặt. Chỉ mộng hàm tiếp lời, mà Hạ Hậu Bình đại nhân nói, hắn đã từng gặp mặt ngươi một lần. Gặp mặt một lần, Lăng Hàn ngạc nhiên, hắn đã gặp qua chuẩn đế mà không biết. Hắn lập tức lục lọi trí nhớ, xem có thể tìm ra người nào hay không. Một lúc sau, hắn hỏi, vị đại nhân kia có phải là tiểu phu ta ngẫu nhiên gặp được hay không? Ha ha, lăng hàn của nữ rất thông minh, hổ nữ nhảy lên và rêu rao với mọi người. Thế nào, vẫn là nữ đoán chuẩn nhất, lăng hàn của nữ chắc chắn có thể đoán được, hơn nữa là một lần thành công nha. Tất cả mọi người mỉm cười, hổ nữ đúng là hổ nữ, khi còn bé như thế, lớn lên cũng như thế, lúc thiên tôn như thế, hiện tại thánh nhân cũng như thế. Mặc dù có đôi khi tùy tiện, nhưng tính cách như vậy không thể làm người ta ghét. Lăng Hàn chép miệng một cái, thật không nghĩ tới, hắn ngẫu nhiên gặp một vị tiểu phu lại là chuẩn đế, trước đó hắn cho rằng đối phương là thánh nhân. Khó trách trước đó đa gia Phật nói, cần phải thương lượng với bọn họ, chỉ có tiền dưỡng hạo, làm sao có thể gọi là bọn họ. Hiện tại đạo kim quang này như thế nào? Lăng Hàn hỏi, còn bay trong tinh không, nữ hoàng tiếp tục nói, theo ba vị chuẩn đế phỏng đoán, đạo kim quang này đến từ vực sâu nguyên thủy mang theo khí tức đặc thù ở nơi đó. Khí tức đặc thù ở vực sâu nguyên thủy, vật chất thủy nguyên sao, lăng hàn động tâm, nếu hắn có thể có được đạo kim quang này, tu vi của hắn khẳng định có thể tăng lên nhanh chóng. Người muốn biết đó là cái gì không? Chỉ mộng hàm cười nói, mang theo một tia tinh nghịch. Lăng hàn rung động, kiều thê này hiện tại cũng học được dụ hoặc hắn, thật quá đáng xấu hổ, hắn lại không khống chế nổi chính mình. Cái gì cái gì, đại hắc cầu hỏi, vẻ mặt tham lam, không tham cũng không phải đại lão hắc, chỉ mộng hàm không tiếp tục trêu chọc lăng hàn, dù sao ánh mắt của phu quân này hiện tại có chút. Nàng cũng khó mà áp chế, vội vàng nói, ba vị chuẩn đế phỏng đoán, đó là tiên thiên kim linh. Tiên thiên kim linh, a à, có quan hệ gì với tiên thiên thạch linh hay không? Nếu luyện hóa tiên thiên thạch linh thành phân thân, chiến lực có thể gia tăng tới cấp bậc chuẩn đế, hơn nữa, thạch linh có phòng ngự siêu cường, cho dù bị đế binh đánh cũng không chết, có thể nói, phòng ngự khó giải tiên thiên kim linh là cái quỷ gì nhưng mà nghĩ đến tiên thiên thạch linh lăng hàn không tự chủ được nhớ tới các thiên thu hắn và các lão gia tử gặp nhau tại nơi thai ngén tiên thiên thạch linh lúc ấy hắn chỉ cho rằng đối phương là thánh nhân ánh mắt của hắn biến thành buồn bã không còn tâm tình gì nữa theo đa gia phật nói tiên thiên kim linh giống tiên thiên thạch linh đều có thể luyện hóa thành phân thân chuẩn đế trì mộng hàm nói tiếp nhưng mà tiên thiên thạch linh thiên hướng về phòng ngự mà tiên thiên kim linh thiên hướng công kích trong ngũ hành thổ đại biểu cho rắn chắc phòng ngự kim đại biểu sắc bén tiến công hiện tại không chỉ ba vị chuẩn đế đang tìm kiếm tiên thiên kim linh cho dù các đế tộc âm phủ cũng như thế nữ hoàng tiếp lời nhưng mà tốc độ tiên thiên kim linh quá nhanh hiện tại không có ai đắc thủ lăng hàn giật mình cũng thoát ra khỏi đau thương các đế tộc tìm kiếm tiên thiên kim linh việc này có thể hiểu nguyên nhân chỉ cần để đế tử bọn họ luyện hóa thành phân thân khi đó thực lực bản thăng sẽ tăng lên cấp bậc chuẩn đế thậm chí còn có thể từ tiên thiên kim linh cảm ngộ pháp tác đế cấp. Như thế có thể tranh đoạt tiên cơ thành đế. Âm phủ bên kia muốn cướp đoạt tiên thiên kim linh cũng có lý do, thứ nhất bọn họ cũng có nhân vật đế tử, thứ hai, bọn họ xuất hiện một vị chuyển đế, vậy thì có thể giảm bớt số lần tuyệt địa chi chủ xuất thủ. Mặc dù không có chứng cứ trực tiếp, nhưng bây giờ ai cũng đoán được, tuyệt địa chi chủ không thể tùy ý xuất thủ, nếu không sẽ gặp hậu hoạn nghiêm trọng. Cho nên, âm phủ xuất hiện chuyển đế, hơn nữa còn có tiên thiên kim linh công kích lợi hại, chỉ sợ ba vị đa gia Phật cũng vô cùng đau đầu. Bởi vậy, cho dù dương gian nhận được tiên thiên kim linh cũng không cách nào cải biến cục diện bị đánh, nhưng cho dù như thế nào cũng không thể nhìn tiên thiên kim linh rơi vào trong tay của âm phủ. Dù là hủy đi, vậy chúng ta cũng đi tìm kiếm. Lăng Hàn lập tức nói, ba vị chuẩn đế nhắn lại, chỉ cần tiên thiên kim linh dừng lại, bọn họ sẽ lập tức đưa tin. Chỉ mộng hàm nói, được rồi, Lăng Hàn, Đại Hắc Cẩu, Tiểu Thanh Long nghỉ ngơi trước, dù sao đi âm phủ nhiều năm như vậy, lại cách xa thiên địa dương gian, bọn họ cần bổ sung quy tắc một lần. Oanh, 7 ngày sau, trên thân lăng hàn bộc phát khí thức kinh người, cột sáng màu xanh bao phủ thiên địa. Hắn đột phá, thánh nhân tam tinh, ách, dựa vào màu sắc thánh hỏa thì hắn chính là tam tinh, nhưng từ góc độ đột phá mà nói, hắn hẳn là ngũ tinh, nhưng số lượng quy tắc của hắn lại vượt xa thánh nhân cửu tinh. Đáng tiếc, hiện tại ta không cảm giác được quy tắc cửu tinh, nếu không, dù không thể trở thành đại đế mạnh nhất, nếu ta sớm thành đế, ta cũng có thể gánh vác tuyệt địa chi chủ. Lăng Hàn lắc đầu, hắn hiện tại không truy cầu bản thân cường đại, mà càng suy nghĩ về thiên hạ thương sinh. Các thiên thu hy sinh tạo thành cảm xúc quá lớn với hắn. Lăng Hàn quen thuộc lực lượng của mình, hiện tại hắn nắm giữ số lượng quy tắc đã là đạt đến 43 đạo, nhưng khoảng cách 99 đạo cực hạn còn thiếu hơn một nửa. Nếu là tu luyện bình thường, cho dù ta yêu nghiệt hơn nữa, mỗi đột phá một tinh tăng thêm 5 đạo quy tắc, như vậy, nhiều nhất sông lên thánh nhân cửu tinh chỉ có thể nắm giữ 60 đạo quy tắc. Đại đế thời điểm ở thánh nhân, có lẽ bọn họ cũng không có chuẩn đế dẫn bọn họ đi vực sâu nguyên thủy, cho dù có, thể phách cũng không thể đối kháng siêu trọng lực tại nơi đó. Cho nên, dù đại đế yêu nghiệt, mỗi khi tăng một tinh ở thánh vị, bọn họ chỉ có thể nắm giữ 4 đạo quy tắc bát tinh, cực hạn cũng chỉ có 36 đạo. Từ điểm đó mà nói, ta đã vượt xa đại đế năm đó. Đây là vì cái gì Lăng Hàn có lực lượng xung kích đế vị, cho dù hắn không đạt tới cực hạt, nhưng chỉ cần thành đế, hắn khẳng định sẽ mạnh hơn các đại đế trước đó. Đại Hắc Cầu cùng Tiểu Thanh Long cũng đột phá, xem ra, lịch luyện ở âm phủ có tác dụng gia tăng tu vi rất lớn. Ở âm phủ, bọn họ phải đối kháng quy tắc âm phủ xâm lấn, phòng bị bị quy tắc âm phủ đồng hóa, hậu tích bạc phát nên mới đột phá dễ dàng. Lại nói, Lăng Hàn trước đó đã lắng động hơn 200 năm. chương năm 1179, thần thú mộ địa. Nhưng mà, loại chuyện này có một lần nhưng không thể có hai lần, thiên địa sẽ không để cho võ giả làm như vậy tệ, dễ dàng tự ở thánh vị lên liên tiếp đột phá. Một lần đã là không tệ, muốn thành tựu chân chính mạnh nhất thánh nhân, vậy nhất định muốn đi vực sâu nguyên thủy, tiếp tục thu hoạch vật chất thủy nguyên, ở không cho thân thể tịch diệt điều kiện tiên quyết nắm giữ càng nhiều quy tắc. Nếu không, sau 9 lần tịch diệt, thân thể sẽ đạt tới cực hạn, sau khi tịch diệt hợp đạo với thiên địa chẳng khác gì tự sát. Mạnh như Lăng Hàn cũng không có khả năng cải biến vận mệnh, cho nên, cần phải nắm giữ 99 đạo quy tắc trước khi tịch diệt 9 lần, nhất định phải đạt được càng nhiều vật chất thủy nguyên, cũng chỉ có thể đi vực sâu nguyên thủy. Lăng Hàn đã làm tốt chuẩn bị, chờ sau khi sự việc Tiên Thiên Kim Linh kết thúc thì hắn sẽ mời Đa Gia Phật lại dẫn hắn đi vực sâu nguyên thủy một lần. Đương nhiên không phải loại đốt cháy đế nguyên, mà là tiêu tốn 200 năm đi một chuyến. Trên đường đi hắn cũng có thể lĩnh ngộ đạo tắc, cũng sẽ không lãng phí thời gian. Qua vài ngày sau, Đa Gia Phật truyền đến tin tức tiên thiên kim linh đã ngừng lại, nhưng nó dừng lại bên trong một thiên địa tuyệt địa. Không phải 12 tuyệt địa, bên trong có đại đế sa đoạ tỏa chấn, mà là tuyệt địa chân chính, là thiên địa tạo thành. Tuyệt địa này gọi là thần thú mộ địa, đúng vậy, chính là lúc thiên địa sơ khai, nhóm thần thú đầu tiên xuất hiện, trong đó có vài thần thú vào thời điểm sắp hết thọ nguyên, bọn họ tới đó hóa đạo về trời. Từ đó tràn ngập đế uy, cho nên cũng biến thành một tuyệt địa, cho dù thánh nhân đi vào cũng phải cẩn thận, bởi vì có khả năng sẽ bị chém giết bị đế uy áp chế nên nơi này không sinh ra cái gì, bởi vậy, tự nhiên nó cũng không có ý nghĩa mạo hiểm. Trải qua thời gian dài, chỗ đó biến thành một nơi hung hiểm nhất trong thiên hạ, không người tiến vào. Đần độn mới đi vào, nhưng bây giờ, tiên thiên kim linh lại lựa chọn dừng lại ở đó. Không có cách, nguy hiểm cũng phải đi. Hiện tại trọng yếu nhất là, tuyệt đối không thể để âm phủ nhận được tiên thiên kim linh. Đám người lăng hàn xuất phát, hiện tại, đội ngũ của hắn do toàn bộ thánh nhân tạo thành, trừ lăng hàn, đại hắc cẩu, tiểu thanh long tam giác sắt, là đội ngũ kéo thù hận ra, còn có hầu ca, nữ hoàng, hổ nữ, chỉ mộng hàm và lâm lạc, chu hằng. Cho dù mạnh như đế tộc cũng không có nhiều thánh nhân như thế. Nếu như lăng hàn thành đế, hắn sẽ thành lập đế tộc mạnh nhất trong lịch sử, tuyệt đối vô song. Thần thú mộ địa nằm trong phạm vi chi phối của dương gian, đây là một chuyện tốt, chỉ ít thời điểm đánh nhau với âm phủ sẽ chiếm cứ ưu thế sân nhà, hơn nữa cũng không cần sợ đánh nhau sẽ hao hết quy tắc. Rất nhanh, bọn họ đã đi tới nơi cần tới kỳ thật đó là một tinh cầu nhìn từ xa đó là viên cầu màu vàng cũng không có vẻ gì là nguy hiểm ngược lại nhìn nó càng vui mắt nhưng cách rất gần sẽ phát hiện nơi này có khí thức kinh khủng hóa thành thực thể nó giống như thần binh lợi khí có thể nhìn thấy chung quanh tinh cầu có rất nhiều mảnh vỡ có kim loại cũng có gỗ thậm chí thi thể sứt mẻ đây là một ít không hạm không cẩn thận đi qua nơi này kết quả tự nhiên là thuyền hủy người vong tử tinh không có một tia sinh mệnh tinh cầu này ẩn chứa rất nhiều kim loại khó trách tiên thiên kim linh chọn lựa nơi này cẩn thận bọn họ đáp xuống tinh cầu cũng không dám quá nhanh khí thức nơi này quá mức hỗn loạn hơn nữa còn có lực phá hoại khủng khiếp có lẽ cũng chỉ có lam hàn mới không sợ thể phách của hắn hiện tại còn mạnh hơn cả chuẩn đế nếu chỉ ngăn cản khí thức đại đế hắn vẫn có nắm chắc thật lâu sau bọn họ đã đáp xuống đất đây là tinh cầu kim loại cực lớn mặt đất đều có màu vàng quả thật sáng ngủ mắt người khác Đại hắc cầu cúi đầu nhìn đồ lót sắt trên người, sau đó lộ ra vẻ mặt cao ngạo. Không có sáng bằng nó, bành, mọi người đá nó một cước, đá đại hắc cầu bay ra ngoài. Khốn kiếp, gia hỏa này quá bị ổi, các ngươi làm gì đá cầu ra, đại hắc cầu khó hiểu. Tiểu thanh long lấy tay che mặt, long ra sau này xấu hổ làm bạn với ngươi. Thăn lăn, ngươi tìm đánh sao, đại hắc cầu giận dữ, nó lập tức lao tới. Hai gia hỏa không đáng tin cậy đại chiến, nhưng bọn họ chỉ chơi đùa, cũng sẽ không đánh thật. Nhưng hai người đại chiến gây ra động tính không nhỏ, chỉ thấy nơi xa có ba người đi tới. Lăng Hàn tươi cười, đó là ba thánh nhân của Thánh Thiên Đế tộc, một là Lạc Dương con của đại đế, một là lão thánh nhân Cửu Tinh, người thứ ba cũng là lão thánh nhân, nhưng tu vi thì kém hơn không ít, là thánh nhân Lục Tinh. Hắn không có thù với Thánh Thiên Đế tộc, ngược lại còn kết thành đồng minh, cho nên hắn tự nhiên rất khách khí. Lăng Hàn, lần trước từ biệt đã là mấy trăm năm. Lạc Dương nói: Mặc dù hắn vẫn là thánh nhân thất tinh, nhưng mà thân phận, con của đại đế bày ra đó, hắn là lão tổ tông không biết bao nhiêu đời của hai lão thánh nhân. Lại nói, mặc dù tu vi kém một chút, chiến lực của hắn mạnh hơn không ít. Bởi vậy, hắn đại biểu thánh thiên đế tộc nói chuyện, hai lão thánh nhân đều cảm thấy đương nhiên. Lăng Hàn gật đầu, lạc huynh tiến bộ rõ rệt, thật đáng mừng. Không sánh bằng cửu dương nhất mạch các ngươi, lạc dương cảm khái, ngươi xem một chút, bao nhiêu thánh nhân. Mặc dù hầu ca cao nhất cũng chỉ là ngũ tinh, nhưng lại không sánh bằng số lượng kinh người. Có thể thành thánh trong thời đại này, như vậy cần phải dựa vào lĩnh ngộ quy tắc bản thân thành thánh, cũng không thể mượn tín ngưỡng lực, cho nên thành thánh đều là thiên tài trong thiên tài, tương lai cũng có thể xông lên ngũ tinh. Đội hình như thế há không kinh người. Đáng tiếc là, hiện tại âm phủ xâm lấn, 12 tuyệt địa chi chủ đột nhiên xuất hiện, cho nên đội hình như thế không thể tỏa sáng. Lăng Hàn cười một tiếng, nói, Lạc Huynh các người tới sớm, có đầu mối gì hay không? Hai lão thánh nhân của thánh thiên đế tộc nháy mắt, ý nghĩa tuyệt đối không nên nói, bọn họ muốn lấy được tiên thiên kim linh, khi đó có thể chiếm trước tiên cơ thành đế. Mặc dù Lăng Hàn là vạn cổ đệ nhất thánh, nhưng người nào không hy vọng đế tử nhà mình thành đế. Lạc Dương làm như không thấy, nói, manh mối không nhiều, cũng không giúp được Lăng Huynh quá nhiều. Ai, hai lão thánh nhân đều thở dài, Lăng Hàn hiểu rõ, dù sao cũng là con của đại đế, cách cục khác biệt. Nhưng mà, lạc dương cũng tới không lâu tìm tòi một khu vực nhỏ nhiều lắm chỉ có thể bài trừ nơi đó không có khả năng có tiên thiên kim linh trên tinh cầu này tràn ngập đế uy quấy nhiễu thần thức nghiêm trọng căn bản không có khả năng dùng thần thức lục soát hơn nữa không ai dám bay nhanh trên nơi này như vậy sẽ bị đế uy đâm thành lỗ máu lang hàn thử câu thông địa mạch nhưng phát hiện đây là tử tinh làm gì có địa mạch chỉ có thể dùng mắt thường tìm tòi từng tấc đất